MC Ngọc Hà xin kính chào quý vị khán thính giả thân yêu của Kênh truyện Hay Audio. Trong buổi tối ngày hôm nay, MC Ngọc Hà xin gửi tới quý vị và các bạn khán thính giả một tác phẩm rất hấp dẫn và lôi cuốn về sự khao khát của người đàn bà lúc hồi xuân. Trước khi bắt đầu câu chuyện, các bạn đừng quên đăng ký và nhấn vào quả chuông thông báo để ủng hộ ban biên tập Tinh truyện nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Nhìn ra ngoài trời, nắng vàng hoa cả mắt. Hoài lại cảm thấy thương chồng đi làm vất vả. Cơm canh cô nấu xong xuôi cả rồi, chỉ còn đợi chồng đi làm về là ăn nữa thôi. Bữa cơm trưa chỉ có hai vợ chồng ăn với nhau, bởi vì cả hai đứa con đều đi học đại học xa nhà. Mỗi khi đợi chồng về ăn cơm, Hoài lại có thói quen lấy quyền album ảnh gia đình ra ngắm, nhìn vào mỗi tấm ảnh, cô lại mỉm cười nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ của gia đình mình. Nghe tiếng xe máy quen thuộc vọng lại càng lúc càng gần, khuôn mặt của hoài trở nên vui tươi hơn cô gấp cuốn album rồi để nó vào vị trí cũ và vui vẻ bước xuống nhà đón chồng anh đi làm về rồi à ừ Trà hôm nay trời nắng quá đi thôi anh nhanh vào nhà thay đồ nghỉ ngơi cho khỏe em pha sẵn nước tham để trong ngăn mát tủ lạnh cho anh rồi đấy cảm ơn em nhé đợi anh thay đồ chút đã hoài đon đả giúp chồng cất tối đồ và treo áo khoác lên móc treo quần áo. Hai vợ chồng Hoài cưới nhau từ rất sớm, họ nên duyên vợ chồng từ mối tình học sinh. Năm Hoài học lớp 10, lúc đó Cường là học sinh lớp 12, anh đã trúng tiếng xét ái tình trước vẻ đẹp trong sáng ngọt ngào của cô. Cường đã bỏ biết bao công sức để tán đổ được Hoài. Cả hai người đã có một chuyện tình thật đẹp dưới mái trường cấp 3. Cường tốt nghiệp xong, anh đi học lớp trung cấp điện lại. Sau khi anh ra trường, thì bố anh nhờ vào mối quan hệ quen biết của mình nên đã xin cho anh được vào làm trong một nhà máy đông lạnh gần nhà. Họ vẫn yêu nhau như vậy, lúc Hoài vừa thi tốt nghiệp xong thì cô phát hiện mình có bầu. Trái ngược với tâm trạng lo lắng của Hoài, Cường lại vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Biết tin, bố mẹ Cường liền sang nhà Hoài xin phép nói chuyện của hai đứa. Bố mẹ Hoài mặc dù giận con gái yêu đương để cho có bầu lại dở dang việc học hành, nhưng con dại cái mang, cuối cùng một đám cưới được diễn ra với sự chúc phúc của cả hai họ thương con gái tuổi đang còn nhỏ mà đã phải làm vợ làm mẹ bố mẹ hoài vô cùng lo lắng cho cô nhưng cô thì lại khá vô tư hồn nhiên với tình yêu của mình cường luôn quan tâm yêu chiều hoài gia đình nhà chồng cũng thuộc dạng khá giả trong vùng nên cuộc sống của hoài cũng khá êm ấm hoài sinh được cô con gái đầu lòng đặt tên là minh ngọc cả gia đình vui như hội mẹ chồng dành hết mọi việc về tay cô chỉ có ăn uống, ngủ nghỉ rồi cho con bố. Đêm con có khóc thì đã có chồng và mẹ chồng thay nhau bế bồng. Lúc cô con gái được 2 tuổi, Hoài sinh thêm một cậu con trai đặt tên là Bảo Nam. Khi các con đều lớn, đi học mẫu giáo cả rồi, Hoài ở nhà cảm thấy khá chán nản, nên chồng cô quyết định cho cô học nghề may. Cũng nhờ bàn tay khéo léo của mình mà Hoài may vá cũng khá đẹp. Nhà chồng xây cho cô một thái tiệm nho nhỏ gần nhà, hướng nhìn ra mặt đường lớn để cô may mặc. Tay nề của Hoài khá tốt nên công việc cũng suôn sẻ. Mọi người tìm đến Hoài để đặt may áo quần mỗi lúc một đông. Nhờ thế mà cô kiếm thêm được khoản thu nhập kha khá cho gia đình. Kinh tế ngày càng ổn định. Bố mẹ chồng đã hỗ trợ xây một căn nhà khang trang cho vợ chồng cô ngay cạnh nhà của ông bà. Chồng Hoài là một người hết mực yêu chiều vợ con. Ngoài giờ làm ở công ty ra là anh lại chạy về nhà chơi với con và đỡ đần vợ việc nhà rảnh rỗi lại hướng dẫn con học bài để vợ có thời gian nghỉ ngơi hơn. Hàng xóm nhìn vào ai ai cũng ngưỡng mộ gia đình cô, các bà các chị lại còn lấy đó làm tiêu chuẩn cho một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa nữa chứ. Mỗi khi ngồi may đồ cho khách, được nghe những lời trầm trồ từ mọi người, Hoài lại tủng tỉm cười không giấu được niềm vui trong lòng. Không chỉ vậy, đời sống chăn gối của hai vợ chồng khá hòa hợp. Cường là một người đàn ông cao to vạm vỡ, anh luôn cho cô cảm giác được trở che an toàn. Hoài cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn khi gặp được một người chồng tốt như Cường. Cường thay áo quần, rửa mặt mỗi rồi ngồi vào bàn ăn cơm. Hoài vừa sới cơm cho chồng vừa hỏi han tình hình công việc của anh. Hai vợ chồng cứ thế vừa ăn, lại vừa vui vẻ trò chuyện với nhau. Nhắc đến hai con, Hoài lại thở dài buông đũa. Anh này, em nhớ hai con quá. Anh cũng thế, để tranh thủ cuối tháng anh sắp xếp công việc ổn ổn rồi mình đi thăm con nhé thật nhé chứ hai đứa nó bận học không về nhà anh thì suốt ngày đi làm em ở nhà cũng buồn và nhớ con lắm không biết hai đứa nó có ăn uống đầy đủ không hay lại ăn hàng ăn quán rồi ảnh hưởng sức khỏe con lớn cả rồi nó tự biết chăm sóc bản thân mà em cũng phải lo cho em nữa chứ héo lại ốm ra thì khổ em biết mà. Anh ăn thêm cá đi này. Anh thấy có vừa miệng không? Ngon. Em nấu gì cũng ngon. Đấy. Lại vờ khen chứ gì. Thật. Hoài lại lườm yêu chồng. Cô chu đáo gắp những miếng thức ăn ngon vào bát của anh. Sau bữa cơm, Cường lại phụ vợ dọn dẹp bát đĩa. Xong xuôi tất cả, anh vào nằm nghỉ ngơi được một lúc lại chuẩn bị đi làm ca chiều. Cuộc sống hai vợ chồng cứ thế mà yên bình trôi qua các con đều đã lớn lại đi học xa nhà hai người trở thành đôi vợ chồng son như thở vừa biết yêu cứ mỗi tối sau khi tắm xong hoài đến mồi vào bàn trang điểm để thoa kem dưỡng da vừa vỗ vỗ kem lên da mặt da cổ hoài lại không quên trò chuyện với chồng về những công việc trong ngày chồng cô ngồi dựa lưng vào thành giường vừa xem tin tức trên tivi anh vừa nói chuyện với vợ cường vẫn thế vẫn luôn quan tâm yêu chiều hoài cũng chính vì lẽ đó mà dù đã bước vào độ tuổi ngoài 40 nhưng trong hoài rất trẻ trung và xinh đẹp. Một vẻ đẹp rất mặn mạc, nước da cô trắng ngần. Hai má căng tròn đỏ hay hay, dáng người gọn gàng săn chắc. Đặc biệt đôi bàn tay không phải làm việc nặng nên rất thon dài. Hoài nhìn vào hương, thấy chồng ở phía sau đang mãi ngắm nhìn mình. Cô mỉm cười quay lại nhìn chồng rồi chiêu anh. Anh bị vẻ đẹp của em làm cho hấp hồn rồi à? Sao anh nhìn em gì mà chăm chú thế? anh thích thế. Già rồi mà cứ như trẻ con, người ta cười cho đấy. Hoài vừa nói vừa đứng dậy, cô đi đến giường nằm cạnh chồng. Cường vòng tay ôm lấy vợ, dù cưới nhau đã được hơn 20 năm, nhưng hai người vẫn mặn nồng như xưa, đặc biệt khi con cái đã lớn, không còn bận bịu thì cả hai có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Hoài rụi đầu vào ngực chồng mà hít hà mùi hương trên cơ thể anh, Cường vội với tay tắt đèn mổ, anh nhẹ nhàng hôn lên cơ thể vợ hoài im lặng tận hưởng những cảm giác ngọt ngào mà anh mang đến cho cô hai người cứ thế mà trao nhau những ân ái mặn nồng cuộc sống bình yên hạnh phúc của gia đình hoài cứ thế mà trôi qua bỗng một buổi chiều hoài vừa đóng cửa tiệm để vào nhà nấu cơm tối như mọi ngày thì có một chiếc xe máy lao đến rất nhanh rồi đỗ xịt trước cửa tiệm của cô hoài nhìn ra là xe chú lận cô chưa kịp cất giọng chào hỏi thì chú đã hớt hải nói một cách gấp gáp cô hoài cô hoài nhanh nhanh có chuyện rồi có chuyện rồi trời ơi dạ có chuyện gì vậy chú chuyện gì thế ạ à? mau mau gọi cả ông bà nữa thằng cường bị tai nạn ở đầu ngã ba kia kìa trời ơi trời ơi hoài nghe chú nói mà cô như bị xét đánh ngang tai quá hoảng hốt cô làm rơi luôn tối đồ trên tay xuống đất cô không tin vào tai mình nhận lắp bắp cô vội vã chạy ra túm lấy cánh tay của chú mà hỏi dồn dập chú ơi chú có nhầm không chú nhà cháu nhà cháu bị tai nạn sao hay là nhầm người hả chú nhanh nhanh lên là thằng cường đấy nó bị nặng lắm máu me đầy người không không trời ơi Mẹ ơi. Hoài ngã xuống đất, mặt mày biến sắc, môi run run không nói nổi thành lời, hai chân cô run rẩy va vào nhau. Tiếng chú lận dục mỗi lúc một gấp, Hoài mới sực tỉnh, cô vội vàng quay bước về nhà bố mẹ chồng, vừa đi vừa chạy, méo máu khóc gọi to lên. Bố mẹ ơi, bố mẹ ơi. Gì thế? Mau. Bố lấy xe ra giúp con mau lên ạ. À? Anh cường bị tai nạn. Cô U. hàng xóm thấy vậy cũng đổ ra đường hỏi han nhưng hoài không nghe thấy gì cả đầu óc của cô chỉ nghĩ đến chồng mà thôi bà chi mẹ chồng cô choáng váng hốt hoảng gọi bố chồng rồi cả nhà chở nhau ra ngã ba từ trên xe cô đã thấy mọi người tập trung rất đông hoài thầm cầu mong trong lòng người nằm ở đó không phải chồng cô công an cũng đã đến họ đứng xung quanh để bảo vệ hiện trường tai nạn hoài chạy đến nơi thấy chồng nằm dưới đất hai chân anh bị bánh xe cán lên bẹp dí, máu chảy ra linh láng, mặt anh bạc trắng ra. Khoai quỳ xuống khóc lóc ôm lấy người chồng, cô cố gắng hỏi han anh, nhưng Cường chỉ kịp nhìn vợ rồi cơn đau đớn ảo tới khiến anh nhăn mặt rên rỉ. Vài phút sau xe cứu thương cũng đến, Cường được nhân viên y tế sơ cứu tạm thời rồi đưa lên xe, Hoài ngồi cạnh bên chồng, ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật của anh, vết thương quá nặng, cảm giác đau đớn tột độ khiến anh ngất đi trên đường đến viện rất nhanh chóng, cường được đội mũ các bác sĩ đưa ngay vào phòng phẫu thuật. Đứng đợi chồng trước cửa phòng phẫu thuật những 8 tiếng, Hoài cảm thấy thời gian như dài lê thê. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau, Hoài đi đi lại lại trên hành lang, miệng luôn lẩm bẩm cầu trời khấn Phật cho chồng cô tai qua nạn khỏi. Màn đêm đen buông xuống, cả dãy hành lang của bệnh viện cũng thưa vắng người hơn, chỉ còn một vài người thân của các bệnh nhân đi đi lại lại. Hoài nhìn ra ngoài, Bầu trời đêm nay không có sao, chỉ có ánh đèn vàng hắt lên khiến cho không cảnh trở nên buồn bã. Cô lo lắng, đếm từng giờ từng phút, mong sao cuộc phẫu thuật thành công. Trước khi chồng hoài được đẩy vào phòng phẫu thuật, cô cũng được bác sĩ và nhân viên bệnh viện nói sơ qua tình trạng của chồng. Cô run rẩy ký vào bản cam kết mà nhân viên bệnh viện đưa cho. Giây phút đặt bút ký vào tờ giấy đó, trái tim cô gần như chết lặng. Chưa bao giờ cô có cảm giác sợ hãi đến như thế này bố mẹ chồng cũng khóc hết nước mắt hai ông bà đau đớn đứng nhìn vào phòng phẫu thuật hoài nhìn hai người mà không kìm được nước mắt giọng cô miếu máu mẹ ơi mẹ ơi con lo cho anh cường quá bố mẹ cũng đau như đứt từng khúc ruột ông trời ơi cầu xin ông ban cho con trai con sức khỏe Tà hoài và mẹ chồng cùng nhắm mắt miệng cầu cho cường thoát được kiếp nạn này kim đồng hồ lại chậm chậm nhích sang ngày mới Hoài ngồi bó gối ở hành lang, cô ngước mắt nhìn vào đồng hồ là 3 giờ 30 phút sáng. Cuối cùng thì cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra, Hoài và bố mẹ chồng luống cuống chạy vội đến níu lấy tay bác sĩ giọng lo lắng. "Nhà cháu, nhà cháu. Sao rồi ạ? À? Qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà hai chân không giữ được. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng buộc phải cương ngang đuổi. "Trời ơi." "Không" không thể nào không thể nào hoài ngã khuỵu xuống nền hai tay bụng lại giữ chặt miệng cố nén lại tiếng khóc cô không biết phải làm thế nào nước mắt thi nhau tuôn rơi hoài quay sang ôm lấy mẹ chồng bà vừa nghe tin từ bác sĩ đã vội ngất đi mẹ mẹ ơi mẹ ơi bà ơi bà ơi ai giúp tôi với bố chồng hoài hoảng hốt kêu lên Hai cô y tá cạnh đó vội chạy lại đỡ bà dậy, rồi đưa vào phòng nằm. Cố sốc quá lớn khiến tim hoài như ngừng đập, đầu óc cô trống rỗng, cô cứ như người mất hồn, miệng mếu máu run rẩy, khóc không thành tiếng. Chồng cô được đẩy sang phòng hồi sức tích cực, cả nhà vẫn chưa được vào thăm anh. Một mình ngồi ở hành lang bệnh viện, hoài cảm thấy lo lắng sợ hãi vô cùng, cô phải làm gì bây giờ đây? Sau một ngày một đêm, Thi Cương tỉnh lại, biết tin mình bị cưa chân anh sốc mạnh đưa tay sở xuống hai chân đã cột cường đau đớn rồi vật vã khóc hoài ôm chồng vào lòng cố chấn an anh nhưng nhìn chồng như thế cô cũng không nói được điều gì mà chỉ biết khóc cùng anh mà thôi khi chồng đã ổn định hơn hoài mới bình tĩnh lại cô gọi điện thông báo cho hai con về tình hình của bố cả hai đứa lo lắng vội vàng bắt xe về nhà ba mẹ con đứng ngoài hành lang bệnh viện mà ôm nhau khóc hoài vừa thương chồng Vừa oán trách số phận sao bất công với anh đến như vậy Mất đi đôi chân rồi Thì anh phải làm sao đối diện với cuộc đời này đây Công ty Cường cũng đã tổ chức đến bệnh viện thăm hỏi anh Với tình trạng của anh như vậy Công ty đã hỗ trợ kinh phí rồi cố gắng giải quyết nhanh thủ tục bảo hiểm cho anh Mà người ai nấy đều động viên anh mau chóng bình phục Nhìn vào đôi chân Cường Ai cũng ngậm mùi hiểu rằng cuộc đời anh về sau này chỉ có thế gắn bó với chiếc xe lăn mà thôi sau hai tháng nằm viện cường được đưa về nhà anh nằm trên giường im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ đôi mắt anh chứa đầy nỗi u buồn cảm giác đau đớn tự ti khiến anh trở nên mặc cảm và ít nói hơn hoài hết lòng chăm sóc anh nhưng thái độ im lặng xa cách của chồng khiến cô luôn mang trong mình cảm giác tủi thân thời gian đầu cô nhẫn nhịn tái tính cách khát gỏng khó chịu của chồng mỗi khi cô bưng nước vào giúp anh vệ sinh cá nhân cường lại bực bội mà đẩy vợ ra em ra ngoài đi anh không cần em làm để em thay đồ cho anh bẩn hết kìa đi đi anh không cần anh tự làm được anh đã tàn phế đâu hoài không nói gì cô bước đến lấy khăn lau mặt cho chồng nhưng anh lại mạnh tay hất văng làm cho chiếc khăn rơi xuống đất đã bảo là để tôi tự làm mà cô có nghe không anh sao vậy sao hả tôi thế này rồi thì còn làm sao được hả anh vô lý vừa vừa thôi chứ em biết anh đau anh mệt nhưng em cũng mệt mà sao anh không nghĩ cho em nếu mệt quá thì cô bỏ tôi đi cô bỏ đi tôi giờ què cột xấu xí lại vô dụng thế này chắc cô khinh tôi đúng không anh 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 quá đáng vừa thôi hoài đỏ mặt tức giận vì những câu nói của chồng cô quay lưng hậm hực bỏ ra ngoài. Bước ra cửa thấy mẹ chồng đang buồn rầu nhìn mình, hoài rơm giống nước mắt. Mẹ xem, tại sao anh ấy lại khó chịu với con chứ? Anh đau thì con cũng đau. Con cũng cố gắng hết sức rồi mà. Mẹ biết, mẹ hiểu. Nhưng con đừng chấp chất nó nhé. Con ra ăn cơm đi, để mẹ vào thay cho. Bà Chi vào phòng, nhìn con trai như vậy, bà đau đớn ôm lấy con mà khóc con ơi, dù gì cũng đã gặp kiếp nạn này, không thể tránh khỏi thì chi bằng đối diện mà chấp nhận nó. Con muốn nằm đỉ, mẹ đi ra ngoài đi. Con đừng như vậy, vợ con nó cũng khổ lắm rồi. Từ khi con bị tai nạn đến nay, một mình nó chạy vậy đủ nơi, con không thương mẹ thương bố, thì cũng thương lấy vợ con của con nữa chứ. Bà vừa nói vừa cúi xuống nhặt cái khăn lên, rồi lấy khăn khác nhúng nước lau người cho con trai. Cường không nói gì, khi cơn giận đi qua, anh cũng cảm thấy áy náy, nhưng nghĩ đến đôi chân của mình là anh lại không tự chủ được cảm xúc của bản thân. Việc phải chấp nhận mình bỗng chốc trở thành kẻ tàn tật là điều quá khó khăn với Cường. Đối diện với vợ, Cường cảm thấy mặc cảm tự ti, để che đậy cái sự tự ti đáng ghét ấy, anh cố tạo ra bộ mặt cao có với vợ, anh không muốn là gánh nặng của cô, anh không muốn cô thương hại mình. Trong thâm tâm, Cường luôn mặc cảm về ngoại hình của mình anh lo sợ vợ sẽ chán ghét anh, khinh thường anh vì đôi chân khiếm khuyết. Và lại, anh cũng mất đi khả năng lao động rồi, cuộc đời về sau của anh chỉ có thể ngồi trên xe lăn mà thôi. Những dòng suy nghĩ ấy khiến cho tim anh đau thắt lại, nước mắt ứa ra, anh cố mím môi thật chặt để không bật ra tiếng khóc. Nỗi đau tinh thần cộng với nỗi đau thể xác gặm nhấm anh, khiến anh ngày càng thu mình lại, không muốn trò chuyện giao tiếp với bất kỳ ai, anh mặc tệ mọi thứ trên đời. Sau 7 tháng kể từ ngày ra viện, sức khỏe của Cường cũng đã ổn định hơn, vết thương ở chân cũng không khiến anh đau đớn nữa. Nhưng mỗi khi trở trời, trời thì nó lại hành hạ anh đủ kiểu. Đối diện với một người chồng đau ốm, tính khí, nóng giận thất thường, khiến Hoài nhiều lúc cảm thấy chán ngán, mệt mỏi và bế tắc. Hai vợ chồng Hoài không còn trò chuyện thân mật như xưa nữa, chồng luôn tìm cách hát hồi để trốn tránh cô. Những đêm nằm cạnh chồng, hoài không tránh khỏi những cảm xúc ham muốn của bản thân hoài vội đưa tay ôm lấy cơ thể chồng mà vuốt ve nhưng chồng cô cứ nằm im như khúc hỗ anh không buồn quan tâm đến cảm xúc của vợ thấy cô đòi hỏi quá thì anh lại giận dỗi gắt lên em thấy anh thế này rồi còn làm ăn gì được nữa anh anh không thương em nữa ư sao anh lại gắt gỏng với em thế này tính anh là thế đấy em dần quen đi là vừa Sao anh lại thế này? Ngày xưa anh có đối xử với em như thế này đâu. Em chán anh rồi chứ gì? Anh biết mà. Em ra ngoài mà tìm người khỏe mạnh phù hợp với em ấy. Anh tự biết thân anh. Em làm gì sai mà anh luôn hát hồi em chứ? Anh, anh tệ với em lắm có biết không hả? Hoài bật khóc, cô tức giận bước xuống giường rồi bỏ sang phòng con nằm. Hoài dần dần chán ngán người chồng vừa bệnh tật lại vừa khó tính. Hở tí là gắt gỏng lên với cô. Tối đến cô không nằm mổ cạnh chồng nữa. Cô lấy lý do khó mổ nên sang phòng con gái. Hoài nằm cuộn tròn người, ôm gối vào lòng. Những ký ức về thuở ân ái mặn nồng của hai vợ chồng khi xưa cứ thế mà ùa về khiến cô bứt sứt không mổ được. Hoài thèm khát những cái ôm từ cánh tay rắn chắc của chồng. Cô nhớ cái hôn đầy đê mê quyến rũ của anh trên cơ thể cô cái cảm xúc thăng hoa khi hai người hòa quyện vào nhau khiến cơ thể cô bỗng chốc nóng gian lên. Hoài co người lại, hai chân khép chặt vào nhau, bàn tay cô vuốt ve lên cơ thể để xoa dịu đi cảm giác nhớ nhung thèm khát ấy. Khi không thể chịu đựng được những ham muốn đang lớn dần lên, Hoài vội bật người dậy rồi bước nhanh vào nhà tắm. Cô nhắm mắt đứng dưới vòi hoa sen để cho dòng nước ấm nóng xô tan đi những khoái cảm đang trào dâng trong cô. Sau khi bình tâm trở lại, Hoài trở vào phòng, cô ngắm nhìn bản thân mình trong gương, cô xinh đẹp, vẻ đẹp mặn mà của một người đàn bà tuổi ngoài 40. Cơ thể cô đang độ sung sức, cưng hực sắc xuân chín mọng. Cô biết bản thân cô vẫn còn thèm khát yêu đương lắm, cô muốn yêu và được yêu, nhưng chồng cô thì đã gần một năm nay anh không động vào người vợ. Cô có gợi ý thì anh lại gạt đi, không những thế anh còn mỉa mai, thêm khiến cô cảm thấy vô cùng uất ức và xấu hổ. Cuộc sống của cô về sau sẽ cô đơn, vò võ như thế này thôi ư. Cô có chồng, nhưng phải chấp nhận sống cuộc đời như một nữ tu sao. Không, nghĩ tới đó thôi cô đã không thể chấp nhận được rồi. Hoài không còn kiên nhẫn với chồng như trước nữa, cô dần dần bỏ bê chồng. Ngoài việc cơm nước, thuốc men cho anh xong, cô lại đi làm việc của mình. Cứ như thế căn nhà vốn đã trống vắng, nay càng trống vắng hơn. Hai người, hai suy nghĩ khác nhau. Cường chìm đắm vào nỗi mặc cảm tự ti với đôi chân khiếm khuyết, còn Hoài cô cũng thu mình vào thế giới riêng của bản thân. Những cuộc trò chuyện thân mật khi xưa không còn, thay vào đó là những câu nói xã giao vô cảm. Chỉ khi hai đứa con về thăm, thì căn nhà mới rộn rã tiếng cười. Thời gian Hoài dành ở lại ngoài tiệm lâu hơn, mẹ chồng thay cô chăm con trai. Hoài phải làm nhiều để có tiền thuốc men cho anh, rồi lại có tiền gửi cho con trai ăn học cô con gái thì đã tốt nghiệp và bắt đầu nộp hồ sơ xin việc làm biết con dâu vì gia đình mà vất vả bà chi rất thương hoài bà cố gắng tranh thủ mọi lúc có thể để đỡ đần cô ông bà cũng chắc chiêu dành dụng những đồng tiền lương hưu để hỗ trợ nuôi cháu trai bảo nam ăn học mặc dù chồng khó tính là thế nhưng bù lại được bố mẹ chồng và con cái yêu thương nên hoài cũng cảm thấy ấm lòng một hôm hoài lên thành phố lấy vải về may cho khách lúc qua đường cô không để ý nên va chạm với một xe ô tô. Cả xe và người ngã xuống, đống vải cũng bị hất văng ra đường. Hoài hoảng hốt nhăn mặt kêu lên. Người đàn ông trên xe ô tô vội vã bước xuống đỡ cô dậy. Mà người đi đường cũng dừng lại xem cô thế nào. Một vài người tốt bụng giúp cô sắp xếp lại đống vải gọn gàng. Thấy cô cũng ổn nên mọi người dần tản ra, chỉ còn lại hoài và người đàn ông. Cũng may vụ va chạm khá nhẹ, hoài chỉ bị chảy ra chút ít ở chân người đàn ông lo lắng hỏi han cô xin lỗi xin lỗi cô có sao không anh đi kiểu gì mà áp sát vào xe tôi thế nãy tôi tránh thằng bé đạp xe đạp nên lỡ áp sát vào xe cô tôi xin lỗi mà cô có sao không hoài lúc này mới ngước nhìn người đàn ông cao to có khuôn mặt nam tính và nước da bánh mật đứng đối diện mình cô bỗng chốc thay đổi thái độ gắt gỏng khi nãy, rồi dịu giọng. Tôi không sao, nhưng ở chân hơi đau chút thôi. Cô đợi tôi chút. Tôi tắt xe để nhường đường cho mọi người đã. Cô lên vỉa hè đứng cho an toàn đi. Vừa nói anh ta vừa nắm lấy cánh tay đỡ lấy hoài bước lên vỉa hè. Cô vừa nhón chân cài nhắc từng bước một, vừa vịn vào tay anh để đi. Cảm giác tiếp xúc gần với người đàn ông bảnh bao này khiến tim cô bỗng thấy dạo rực và đập mạnh hơn. Hoài ngồi xuống, nhìn người đàn ông đưa xe máy của mình lên vỉa hè, rồi tiếp đến anh nổ máy ô tô tấp xe vào lề đường. Xong xuôi, anh quay về phía Hoài, nhìn thấy máu gì ra từ chân cô, vội dối rít nói. Hay tôi đưa cô đến bệnh, chứ chân cô thế này tôi thấy lo quá. Chắc bị chảy ra chảy máu chút thôi, không sao đâu. Mà anh có dụng cụ y tế cá nhân không, tôi rửa qua vết thương chút là được, không cần đi bệnh viện đâu. Cái này trên xe tôi không có. Đợi tôi chút. Bên kia đường có quầy thuốc Tây. Cô đợi tôi nhé. Người đàn ông nhanh chóng bước sang đường mua đồ sát trùng. Rồi anh dìu cô vào quán nước giải khát bên cạnh. Giúp cô rửa vết thương. Nhìn dáng vẻ lúng túng vụng về của anh ta. Hoài mỉm cười nói. Anh để tôi. Hoài lấy miếng bông và chai sát trùng trên tay anh cẩn thận rửa vết chảy xước. Rồi băng bó lại người đàn ông hết nhìn bàn tay hoài lại nhìn khuôn mặt cô hoài vội ngước lên bắt gặp ánh mắt đắm đuối của anh ta má cô tự nhiên đỏ lên cô vội nói được rồi cảm ơn anh nhé tôi mới là người có lỗi cô cảm ơn gì chứ không sao mà mà anh là người miền nam hả sao cô biết tôi nghe giọng rồi đoán thôi tôi là thái nhà ở sài gòn công ty tôi có chi nhánh ở đây nên tôi thường xuyên ra ngoài này công tác hôm nay khiến cô thế này thật xin lỗi tôi không sao rồi mà mà sao tôi nhìn cô quen thế nhỉ quen lắm lúc mới xuống xe là tôi đã ngờ ngợ rồi anh quen tôi cô có phải ở vĩnh lộc không quê ngoại tôi đấy nghe anh ta nói đúng quê mình hoài mở to mắt ngạc nhiên rồi cô vội nói tôi ở vĩnh lộc nhìn lại thì anh cũng rất quen có lẽ nào anh là hoài phải không anh là thái cháu ngoại bà năm ngày xưa ở cạnh nhà em đây hoài ngớ người ra khi nghe anh gọi đúng tên của mình còn thái anh vui sướng vì được gặp lại người con gái năm xưa anh thầm yêu sau bao nhiêu năm xa cách thật đúng là trái đất tròn em nhỉ em cũng không ngờ là sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh như thế này đấy Thái ngắm nhìn Hoài, cô vẫn xinh đẹp như xưa. Bỗng chốc những kỷ niệm trong anh lại ùa về. Gia đình Thái ở Sài Gòn, bố mẹ anh gặp và yêu nhau khi cả hai cùng làm chung công ty. Vì ở tận miền Nam nên Thái rất ít khi về quê ngoại Vĩnh Lộc. Lúc anh học đại học năm cuối, có về quê ngoại chơi và tình cờ quen biết Hoài. Lúc đó Hoài mới học lớp 10, trông cô rất xinh xắn dễ thương. Thái lớn hơn Hoài 5 tuổi anh đã thích Hoài từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Hoài lại có người yêu mất rồi, điều đó khiến anh không dám tỏ tình với cô. Hết thời gian nghỉ hè, Thái quay trở lại Sài Gòn, anh tốt nghiệp rồi xin được vào làm một công ty nước ngoài với mức thu nhập khá tốt. Một năm sau anh cưới vợ, vợ anh là con gái của trưởng phòng trong công ty. Bắn đi một thời gian khá dài như thế, cuộc đời đưa đẩy thế nào lại khiến anh vô tình gặp lại Hoài trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế này. Hai người chưa kịp trò chuyện với nhau thì trời đã chuyển dần về tối. Hoài lo lắng vội chào tạm biệt Thái để ra về. Bởi vì quãng đường từ thành phố về nhà cô cũng khá xa, tầm 40 km. Thái định đưa cô về nhưng Hoài vội từ chối. Cô sợ người làng dị nghị mình thế này thế kia. Lúc Hoài ngồi lên xe chuẩn bị rời đi, Thái vội vàng dối vào tay cô tấm danh thiếp của anh rồi đứng tần ngần vẫy tay tạm biệt cô. Sau khi xe Hoài đi khuất, Thái cũng lái ô tô của mình trở về khách sạn. Cảm giác gặp lại người con gái năm xưa khiến cho trái tim của anh như dạo rực hơn. Thái chợt cảm thấy khá hối hận. Vì chưa kịp xin số điện thoại của Hoài, những suy nghĩ về cô lại bùa vây lấy anh, không biết với cái chân đau như thế cô ấy về nhà an toàn không. Mình ngốc thật. Sao lại không chủ động xin số cô ấy trước chứ? Giờ thì làm sao để liên lạc với cô ấy đây? Liệu cô ấy có gọi cho mình không? Tối đến, anh chằn chọc không mổ được, tay cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Vẫn không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào của Hoài cả. Còn Hoài, trên con đường trở về nhà, không hiểu sao cô lại có cảm giác hân hoan lạ thường, vì trời đã tối nên cô chạy xe thật chậm. Mãi đến 8 giờ 30 phút tối cô mới về đến nhà, mẹ chồng thấy cô bước đi cả nhắc vào nhà như vậy thì bà vội vàng chạy ra sân đón cô rồi lo lắng hỏi han Sao hôm nay về muộn vậy con, mà chân con làm sao thế kia? Dạ, con bị va chạm xe với người ta lúc đi trên đường ấy mà. Bà chi nghe vậy liền cúi người xuống, tay bà vén ống quần của cô lên xem rồi không khỏi xót xa cho con dâu. Trời đất, có đau lắm không con? Lần sau con đi đâu con nhớ phải cẩn thận đấy. Cũng không sao đâu mẹ ạ. À, chỉ bị chảy ra một chút thôi mà. Bà chi dìu con dâu đi vào nhà. Cường ngồi trên xe lăn, thấy vợ như thế, anh cũng chỉ hỏi han cô vài câu, điều đó khiến mẹ anh cũng có phần ngạc nhiên, và tỏ ra ái ngại với con dâu, vì thế bà cố nói sang chuyện khác để cho con dâu không để ý mà chấp trách chồng nó. Với Cường, việc thể hiện sự quan tâm đến vợ ngay lúc này là một điều khá khó khăn với anh, bởi lẽ kể từ khi mất đi đôi chân của mình, anh như thành một con người khác, ngoài việc chỉ nghĩ đến nỗi đau của bản thân ra. Anh dường như rừng dưng với tất cả mọi người với lại theo như hoài kể với cả nhà thì chân cô chỉ chảy xước nhẹ điều đó có đáng gì so với hai cái chân cột của anh cơ chứ có lẽ vì bất mãn với cuộc đời mà cường đã chút hết mọi oan ức bực bội lên người thân của mình chăng mặc dù không thể hiện ra mặt nhưng chính thái độ vô cảm của chồng đã khiến hoài phật ý trong lòng cô bị ngã xe thế mà anh chỉ hỏi han vài câu cho có lệ thôi sao anh ấy không thèm quan tâm đến cô nữa ư Lúc anh đau ốm cô đã dốc hết lòng hết dạ lo lắng cho anh. Vậy mà anh còn thua cả người ngoài nữa. Ít ra khi cô bị tai nạn người ta còn lo lắng chăm sóc cho cô. Hình ảnh Thái lại ùa về trong tâm trí hoài. Cô ngầm so sánh người đàn ông bảnh bao ga lăng. Đi sự với chồng của mình. Càng nghĩ cô càng thấy khó chịu và bực bội hơn mà thôi. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Hoài bước vào bàn ăn, cô có cảm giác ấm lòng khi nhìn thấy mâm cơm mà mẹ chồng đã chu đáo để phần cho mình. Tuy vậy cô chỉ ăn qua loa một bát rồi kéo ghế đứng dậy, nhấc chân cả nhắc từng bước đi vào phòng của con gái. Lúc đi ngang phòng hai vợ chồng, cô thấy Cường vẫn đang nằm xem điện thoại, nhưng cô cũng không buồn để ý đến anh nữa. Hoài leo lên giường nằm, gác tay lên chán cô bồi hồi nhớ đến cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ với Thái ngày hôm nay. Hoài vội nhổm người dậy, cô với tay lấy túi sách ở đầu mép giường rồi lục tìm tấm danh thiếp của Thái. Hoài Tân Ngân cầm lấy tấm danh thiếp và ngắm nhìn nó một lúc khá lâu, cô nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ khuya. Sau một hồi trần chừ có nên gọi cho Thái hay không, thì Hoài quyết định bấm số gọi cho anh. Chung vừa giao, bỗng Hoài giật mình hoảng hốt, mình đang làm cái gì thế này chứ? Bình điên rồi. Hoài nhanh tay bấm vào nút tắt, cô cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình, Hoài tự cười bản thân, gọi thế này có khi anh ấy cười cho. Hoài quyết định nhấn nút xóa số điện thoại của Thái khỏi danh sách cuộc gọi. Khi cô vừa bắt đầu thực hiện thao tác bóng màn hình điện thoại của cô chợt sáng lên, Hoài dụi mắt nhìn cho rõ là Thái gọi, cô lốn cuống không biết có nên nghe máy hay không. Tiếng chuông cứ như thúc giục Hoài, cô liều mình, tay bấm nút nghe, đầu dây bên kia một giọng nói trầm trầm vang lên. Alo, alo, xin hỏi là ai ở đầu dây bên kia vậy? Là, là em ạ à. hoài em gọi anh mà sao lại vội tắt máy em em thôi không có gì ạ à. em tắt máy đây khoan đừng nghe anh nói đã thái vội vàng năn nỉ hoài đừng tắt máy nghe được giọng cô anh mừng như bắt được vàng em đi về nhà ổn cả chứ vâng ạ à. em có biết là anh lo cho em lắm không nhưng không biết làm sao để gọi cho em anh hối hận vì không chủ động xin số điện thoại của em trước đấy anh anh lo cho em ạ à? ừ tất nhiên rồi vì anh mà chân em đau như thế sao anh không lo được chứ em không sao mà lúc chiều vội quá bình chưa kịp nói chuyện với nhau gì cả hay ngày mai anh mời em đi uống nước nhé ngày mai ạ à, em đi mạc đừng từ chối anh nữa anh chỉ còn ở đây vài ngày nữa là kết thúc đợt công tác anh phải quay vào năm lại rồi chả lẽ mình cứ thế mà không gặp lại nhau sao em vậy thì ngày mai mình gặp nhé anh nhắn địa chỉ cho em nhé trước những lời nói chân thành ấm áp của thái hoài lại đồng ý gặp anh sáng sớm cô sang nhà gặp mẹ chồng mẹ ơi bà chi từ trong bếp đi ra nhìn hoài hỏi mẹ đây có việc gì thế con mẹ con con hôm qua ngã xe nên con thấy hơi đau nên hôm nay con lên bệnh viện khám xem có sao không ạ à. nhờ mẹ sang nhà trông anh cường giúp con nhé ừ đi mà khám cho yên tâm con ạ à. chứ ở nhà cũng đâm lo vâng ạ à. được rồi con cứ đi đi Hoài trở về nhà, trong lòng cô thấp thỏm lo âu, cô không biết liệu hành động và lời nói của mình có bị mẹ chồng nghi ngờ gì không nữa. Lúc vào rửa mặt, thay đồ cho chồng, Hoài tránh nhìn vào ánh mắt của anh. "Hôm nay em đi khám ở bệnh viện, tí có mẹ sang với anh nhé." "Ừ, anh biết rồi." "Anh muốn ăn gì không? Để em mua." "Không cần đâu." Hoài lúng túng một cảm giác tội lỗi đang len lỏi vào đầu óc hoài cô biết việc mình làm là không đúng nhưng không hiểu sao cô lại bị cuốn vào lời hẹn gặp của thái mà không dứt ra được hoài đi vào phòng thay đồ cô cố ý chọn một bộ đồ khá bắt mắt rồi cô trang điểm và tô một chút son môi màu đỏ xong xuôi nắm nhìn mình trong gương hoài nhận thấy cô lại trở nên xinh đẹp tươi tắn như ngày nào lúc chuẩn bị mở cửa ra ngoài hoài đã nghe tiếng mẹ chồng bước vào nhà hoài lo lắng cô vội lấy áo chống nắng khoác vào người, rồi bịt khẩu trang kín mít. Cô sợ mẹ chồng sẽ nhận ra sự khác biệt của cô so với mọi này. Hoài bước ra ngoài, thấy mẹ chồng đang quét sân, cô vội chào bà. Con đi mẹ nhé. Ừ, đi đường cẩn thận nha con. Thấy mẹ chồng lo lắng cho mình như thế, cảm giác ái náy, bứt rứt lương tâm làm cô khó chịu. Lý trí mách bảo Hoài nên quay lưng vào nhà đừng đi nữa, nhưng con tim thì lại thôi thúc cô nhanh chóng đến gặp thái thế là không trần trừ gì nữa cô vội vàng lái xe đến quán cà phê mà thái hẹn gặp vừa thấy hoài thái đã mừng rỡ đứng dậy đón cô em đi đường có vất vả lắm không không sao anh ạ à? thái kéo ghế cho hoài ngồi xuống vẫn là hành động ga lăng và cử chỉ dịu dàng dành cho cô em muốn uống gì cho em ly nước cam vắt nhé được rồi để anh báo với nhân viên của quán. Hoài nhìn anh mỉm cười. Thái quay lại nhìn cô. Cả hai thoáng chút bối rối khi ánh mắt họ nhìn nhau. Hoài thẹn thùng. Hai má cô ửng đỏ lên. Thái và Hoài nói chuyện khá hợp. Những kỷ niệm ngày xưa cứ thế mà bỗng chốc cùa về. Rồi họ chia sẻ với nhau chuyện gia đình. Chuyện cuộc sống hiện tại. Hai người mải mê nói chuyện mà không để ý thời gian trôi qua rất nhanh. Đã đến lúc chia tay, thái lưu đến cô mãi không muốn rời khi cả hai đi ra khỏi quán lúc bước xuống bậc tam cấp không may hoài bị sẩy chân loạn trọn chuẩn bị té ngã thì thái kịp thời vươn tay ra đỡ lấy cô hai cánh tay rắn chắc của thái ôm chọn lấy vòng eo của hoài sự tiếp xúc gần như thế khiến cho tim cô đập loạn xạ như muốn bay ra ngoài một chút ngại ngùng khiến hoài bối rối đỏ mặt cô vội tránh cái nhìn đắm đuối của thái rồi đứng thẳng người dậy cô cảm ơn anh rồi đi về trước từ khi gặp Thái trở về, trái tim Hoài như rộn ràng hơn. Hai người cũng bắt đầu nhắn tin trò chuyện hỏi thăm nhau. Hoài thường tủng tỉm cười mỗi khi nhận được tin nhắn của Thái. Và có một điều mà cô cảm nhận được là Thái rất quan tâm cô. Anh thường trả lời tin nhắn của cô rất nhanh và không bao giờ để cô phải đợi lâu. Hoài bắt đầu chăm chút bản thân mình. Cô không còn để ý giận dỗi mỗi khi cường cáu gắt với mình như trước nữa mà nói đúng hơn những hành động của chồng. Cô không buồn quan tâm, khi màn đêm buông xuống, cảm giác trống trải lại ùa về, nằm trên chiếc giường rộng lớn, hoài cảm nhận được những khao khát dục vọng lại cuộn trào trong cơ thể. Đang tràn trề nhựa sống của cô, điều đó làm cho cô cảm thấy bứt rứt không tài nào mổ được. Hoài đưa tay lên vuốt ve xoa dịu cơ thể mình, rồi cô nhớ đến cơ thể vạm vỡ với làn da bánh mật của Thái, nhớ đến lúc cô ngã vào vòng tay của anh. Lúc cô cảm nhận được ánh mắt đắm đuối của anh dành cho mình, cô cứ thế mà mường tượng, mà ước ao giá như giá như cô được ôm chọn lấy cơ thể anh trong lúc này hoài cứ thế mà chìm dần vào giấc ngủ. sao mình lại ở đây nhỉ hoài vừa thắc mắc vừa đẩy cửa phòng bước vào đón cô là nụ cười ấm áp và giọng nói dịu dàng của thái anh đợi em lâu lắm rồi đấy anh đợi em ư tất nhiên rồi nhanh lại đây với anh không để hoài kịp phản ứng Thái đã vội kéo cô sát vào người mình. Anh gấp gáp tìm lấy môi hoài rồi đặt lên nó một nụ hôn mời gọi. Hai bàn tay anh vòng lấy eo cô, áp chặt vào cơ thể mình. Trước những hành động gợi tình của Thái như thế, cơ thể hoài như có luồng điện chạy qua khiến cô tê dại. Cô vội nhướn chân lên, hai tay ôm lấy cổ Thái, đáp lại anh một nụ hôn thật mãnh liệt. Bao nhiêu khát khao yêu đương mà một năm qua cô không có được, giờ lại dâng sóng cuộn trào, cảm giác hưng phấn khiến cô đê mê mà cuốn lấy anh không nỡ buông ra. Cô muốn yêu, cô cần được yêu, cô cần có người giúp cô giải tỏa những ham muốn thể xác mà bấy lâu nay cô phải dồn nén, phải giấu kín trong lòng mình. Hoài cứ như mảnh đất khô cằn lâu ngày bị bỏ quên, cô nhắm mắt chờ đợi cơn mưa cùng những dòng nước mát rượi mà Thái mang tới cho cô. Trong hơi thở gấp gáp, Hoài thì thầm vào tai Thái. Nhanh lên anh, nhanh lên đi em không chịu nổi nữa rồi. Khi Thái chuẩn bị bế bổng cô lên giường, thì bỗng một âm thanh vang lên chói tai khiến Hoài ngơ ngác, tất cả bỗng biến mất. Hoài bàng hoàng tỉnh dậy, chán cô ướt đẫm mồ hôi, cô cũng không buồn đưa tay lên lau mà vội vàng lật tung chăn lên như cố tìm kiếm điều gì đó. Rồi cô thẫn thờ chợt nhận ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Một cảm giác khột hẫng trào dâng khiến Hoài cứ ngồi bần thần mất vài giây. Reng reng, reng reng rành rành. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng chuông đồng hồ vẫn reo không ngừng như đang cố trêu mây hoài, cô chán nản với tay tắt chuông đi. Cứ tầm 4 giờ sáng là cô lại hẹn giờ để sang cho Cường đi tiểu. Cô buộc lại tóc rồi bước sang phòng của Cường, lâu nay anh có thói quen đi tiểu vào lúc 4 giờ sáng như thế. Sau khi trở về phòng, cơ thể Hoài vẫn đang còn tiếc nối vì giấc mơ ban nãy, cô cuộn mình lại trên giường, hai tay ôm lấy cơ thể cố gắng nhớ lại giấc mơ tuyệt đẹp đó. Chính giấc mơ vừa rồi cũng đã khiến cho Hoài nhận ra bản thân cô không thể tự đánh lừa những khao khát dục vọng của mình mãi được. Cô không phải là một thánh nhân, cô cũng chỉ là một người đàn bà bình thường, cô cũng có những ham muốn như bao người đàn bà khác. Giá như nhu cầu thể xác của cô ít đi, hay cô bước vào tuổi mãn tinh sớm, thì có lẽ cô không phải khổ sở chịu đựng như thế này. Thật bất công khi cô đang vào cái độ tuổi hồi xuân đẹp nhất của đàn bà, mà phải sống cuộc sống như một nữ tu khổ hạnh. Hoài thẫn thờ, nếu không vì tiếng chuông, thì có lẽ, thì có lẽ, một cảm giác khột hắng ảo đến khiến Hoài buồn bã. Cái cảm giác có chồng nhưng không được làm chuyện chăn gối ấy khiến cô bất lực. Nếu Cường không bị tai nạn có lẽ giờ cô đã và đang rất hạnh phúc rồi. Một năm vừa qua, một mình Hoài chống chọi gồng gánh đủ thứ, cảm giác mệt mỏi luôn chiếm lấy cô, nhiều lúc cô bất lực muốn bỏ cuộc. Hoài cũng chỉ là phụ nữ mà thôi, giờ phải thay chồng gánh vác cả gia đình khiến cho cô cảm thấy quá sức. Một mình cô phải chạy vậy đủ kiểu mới có tiền chi trả thuốc men cho chồng. Cô con gái thì đã tốt nghiệp giờ đang xin việc làm, còn cậu con trai đang học đại học năm 2. Mọi thứ tất tần tật Hoài phải lo một mình. Còn chồng cô, từ khi bị mất hai chân, anh thu mình lại, anh không còn nhẹ nhàng tình cảm với cô như xưa nữa, những cơn đau đớn mỗi khi trở trời lại hành hạ anh khiến anh luôn luôn cáu gắt với tất cả mọi người, đặc biệt là Hoài. Anh luôn giữ vẻ mặt nhăn nhó với cô. Những khi giúp chồng vệ sinh cá nhân, cô phải chật vật lắm mới đỡ anh ngay ngắn được. Mặc dù được vợ chăm sóc là vậy nhưng Cường lại không mấy cảm tích. Anh sợ cảm giác thương hại từ Hoài. Anh sợ là gánh nặng cho cô. Nhiều lần anh gây chuyện không chịu ăn, không chịu uống thuốc, chỉ một hai đòi ly hôn. Hoài mệt mỏi không nói gì với chồng. Cô vội lau nước mắt bỏ ra ngoài lúc này cường mới đau đớn ôm ngực khóc nỗi đau tinh thần và nỗi đau thể xác gặp nhấm anh cường không thể nào chấp nhận được tình trạng hiện tại của bản thân cứ nghĩ đến đó thôi là anh lại sốc anh không hiểu cảm giác của vợ còn hoài cũng không ở trong hoàn cảnh của chồng mà hiểu cho anh cả hai người cứ như hai đường thẳng chạy song song không có điểm giao nhau như thế niên man trong dòng suy nghĩ càng khiến hoài cảm thấy cô đơn hơn bóng điện thoại cô sáng lên là thái gọi cô vội nhấc máy Alo! Anh gọi em giờ này có phiền cho em không? Không sao ạ. À? Mà... mà... sao anh không mổ mà dậy sớm vậy? Vì em đấy. Vì em. Ừ! Vì nhớ em đấy. Anh kết thúc chiến công tác rồi. Tối nay anh vào Sài Gòn lại. Nhanh vậy sao ạ? À? Ừ! Nhưng... nhưng anh anh thấy nhớ em quá hay mình gặp nhau nhé gặp nhau ạ à. em em đồng ý với anh đi mấy ngày nay anh như bị em hấp hồn rồi anh nhớ em đến phát điên lên được nhưng mà mấy ngày qua em cũng cảm nhận tình cảm của anh với em như thế nào mà đừng từ chối anh nữa nhé trước khi trở về anh muốn được ở cạnh em trước những lời nói đầy ngọt ngào của thái hoài không cưỡng lại được mà gật đầu đồng ý với anh sáng sớm cô tiếp tục lấy lý do đi thành phố lấy vải để nhờ mẹ chồng sang chăm sóc cho chồng cô giúp cô hoài nhanh chóng lái xe xe đến địa điểm mà cô và thái đã hẹn nhau từ trước hoài dừng xe cô nhận ra ngay là xe của thái cô vội gọi điện cho anh anh à anh thấy em rồi em đứng đó đi để anh sang không Sao vậy em? Anh đừng sang, để em gửi xe xong đã rồi em sang bên anh. Em sợ. Anh hiểu rồi. Anh đợi em. Hoài vòng sang một siêu thị nhỏ, rồi gửi xe ở đấy. Xong xuôi, cô gọi một chiếc taxi đến địa điểm của Thái. Trả tiền cho anh tài xế xong, Hoài tẩn thận bước xuống xe, rồi tiến nhanh đến chiếc ô tô của Thái. Cô nhanh chóng mở cửa bước vào. Thái nắm lấy tay Hoài, anh kéo cô sát vào người mình rồi thủ thỉ vào tai cô. Vất vả cho em quá rồi. Hành động dịu dàng của Thái khiến tim Hoài đập mạnh hơn. Cô bối rối đỏ mặt nhìn anh. Thái lau những giọt mồ hôi trên trán cô rồi nói: "Mình đi đâu đó một chút nhé." "Nhưng em sợ." "Mình sẽ ra khỏi thành phố này, sẽ không có ai nhận ra chúng ta đâu." Bàn tay Thái nắm lấy những ngón tay thon dài của cô. Cô cũng im lặng để những ngón tay rắn giỏi của anh đan chặt lấy tay mình. Cô cảm thấy anh có một sức hút đến kỳ lạ, khiến cô như bị cuốn vào. Môi bên cạnh anh, cô không suy nghĩ gì được thêm nữa, mặc kệ anh sắp xếp như thế nào. Trên xe, Thái vừa chăm chú lái xe, lâu lâu anh lại nhìn sang hoài. Gương mặt xinh đẹp của cô pha chút lo lắng, khiến anh chỉ muốn được ôm ấp mà chở che cho cô cô vẫn đẹp như thế đôi mắt đen lái biết cười cùng nước da trắng mịn đặc biệt hoài có nụ cười rất duyên chỉ đó thôi cũng khiến cho thái ngẩn ngơ thái và hoài không nói với nhau câu gì nhưng họ đều cảm nhận được những khao khát đang trỗi dậy trong bản thân mình khi đã cách thành phố cũng khá xa thái vội dừng xe lại hoài nhìn sang anh thắc mắc sao vậy anh anh thái không nói hết câu anh nhìn thẳng vào mắt hoài thật lâu rồi vội ôm lấy cô hoài hiểu cảm xúc lúc này của anh và cô là thế nào cô cũng ôm chặt lấy anh thái dịu dàng hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô hoài từ từ nhắm hai mắt mà tận hưởng cơn mưa tình yêu mà bấy lâu nay cô thèm khát thái vội nhìn đồng hồ rồi nói với hoài mình ghé vào khách sạn gần đây nhé vâng sau khi gửi xe xong thái lên lấy phòng trước còn hoài lên sau đứng trước cửa phòng hoài thoáng nghĩ đến cường rồi đến hai đứa con một cảm giác tội lỗi khiến cô do dự hoài toan cắt bước quay lưng đi thì bỗng cửa mở thái bước ra anh nắm lấy bàn tay của cô kéo vào sát người mình em đừng đi mà em thế này thì không phải mình vào phòng rồi nói chuyện nhé đứng đây không hay hoài gật đầu bước vào hai bàn tay cô nắm chặt lấy túi sách mắt cô nhìn vào anh rồi nói chúng ta chúng ta dừng ở đây thôi Đừng bỏ anh đi mà. Thế này thì chúng ta trở thành kẻ có tội mất. Em, em sợ. Em sợ. Anh biết, nhưng trái tim anh bây giờ chỉ toàn là hình bóng của em thôi. Em, em. Đừng, đừng để hai ta phải lạc mất nhau nữa đi em. Thái vừa nói vừa bước gần đến trước mặt Hoài, hai tay anh vòng lấy eo cô siết chặt vào người mình đầu anh cúi xuống kề sát vào khuôn mặt xinh đẹp của cô hoài định đẩy anh ra nhưng thái đã ôm lấy cô thật chặt anh nhẹ nhàng hôn lên mắt lên má lên tai cô những cảm xúc mà thái mang lại khiến cho những khao khát mà cô cố gắng kìm nén bản thân bấy lâu nay lại được dịp bùng lên như một ngọn lửa tình rực sáng trái tim hoài đập mạnh hơn hơi thở cô cũng vì thế mà trở nên gấp gáp hai bàn tay cô đan vào mái tóc của anh cô ôm chặt lấy cơ thể ấm nóng vàm vỡ rồi đặt lên ngực anh một nụ hôn mời gọi thái bế bổng cô vào giường cả hai người đều đã quên đi gia đình nhỏ của mình họ chỉ còn biết làm thế nào để thỏa mãn dục vọng của bản thân mà thôi như ngọn cỏ khô được tắm mát hoài khoan khoái cuộn mình nằm im trong lòng thái để tận hưởng những phút giây ngọt ngào sau màn ái ân đầy mật ngọt ấy hoài chợt tỉnh mộng cô bàng hoàng nhận ra mình đã phản bội chồng con rồi cảm giác tội lỗi Cổ thẹn, dây dứt cứ bám giết không buông khiến Hoài rơi nước mắt. Thái thấy vậy vội lau nước mắt cho cô rồi lo lắng nói. Em đừng như thế sẽ khiến anh lo đấy. Chúng ta thành kẻ có tội rồi phải không anh? Em sợ bị phát hiện lắm. Em đừng nói vậy mà. Chỉ có anh và em biết thôi. Sẽ không sao cả đâu. Nghe những lời an ủi từ Thái, Hoài yên tâm hơn. Nếu cô không nói, anh không nói thì sẽ không có ai biết hai người ngoại tình với nhau. Và lại, cô và anh cũng ngầm đồng ý với nhau rằng họ chỉ qua lại để thỏa mãn dục vọng bản thân thôi, còn gia đình vẫn là điều quan trọng nhất. Thái cũng bắt đầu trầm ngâm kể cho Hoài rõ hơn về gia đình của anh. Anh và vợ có với nhau hai cậu con trai. Đứa con trai đầu năm nay 26 tuổi, đang đi làm cho một công ty mỹ phẩm Hàn Quốc. Cậu con trai thứ hai 21 tuổi, đang đi du học ở nước ngoài. Vợ anh làm kinh doanh, nên hầu như cô đi suốt, ít khi có mặt ở nhà. Cuộc sống vợ chồng anh rất tẻ nhạt, nên khi gặp lại Hoài, cảm xúc nhung nhớ yêu thương lại trỗi dậy trong anh. Đặc biệt, Hoài khiến anh đạt được sự thăng hoa khi ân ái khiến cho anh rất sung sướng thỏa mãn. Nghe những lời nói chân thành từ Thái, cô cũng cảm thấy đồng cảm với anh hơn. Cô hiểu cảm giác khao khát tình yêu mà bạn đời không thể cho mình khiến bản thân đau khổ đến như thế nào. Cô quay người lại ôm lấy anh, thái kề môi vào tai cô rồi thủ thỉ sắp xa em rồi anh sẽ nhớ em lắm đấy em em cũng vậy anh sẽ thường xuyên ra thăm em chúng ta có nên gặp lại nhau nữa không anh em đừng hỏi vậy khiến anh buồn em đừng tính chuyện xa anh có được không em cứ yên tâm để anh sắp xếp hoài yên lặng giờ cô và anh đã chính thức bước vào một mối quan hệ bí mật mối quan hệ mà nếu bị bại lộ thì sẽ khiến cho cả hai gia đình sẽ tan nát, rồi cả xã hội khinh bỉ. Nghĩ đến thôi, Hoài cảm thấy dùng mình lo lắng. Hoài vẫn còn yêu chồng, nếu từ bỏ anh thì cô nhất quyết không, cô sẽ nguyện chăm sóc và ở bên cạnh anh suốt đời. Nhưng cô cũng cần có thái, cô cần được ôm ấp yêu thương, cô cần có nơi để thỏa mãn khao khát dục vọng của cái tuổi hồi xuân sung sức của mình. Cứ như thế, hai người họ nằm cạnh nhau, tranh thủ những phút giây ngắn ngủi để tiếp tục trao nhau những yêu thương cháy bỏng. Thái đưa Hoài đi ăn uống, lúc chuẩn bị chia tay, Thái đặt vào tay Hoài một cái thẻ ATM, cô ngạc nhiên nhìn anh. Thế này là Anh sợ em vất vả. Anh thương em nên chỉ biết làm thế này thôi. Em đừng từ chối anh. Em tự lo được mà. Hãy để anh quan tâm em nhé. Em cứ từ chối anh lại khiến anh lo anh lo gì chứ anh sợ em không cần anh anh sợ mất em hoài vội phì cười cô đồng ý nhận thẻ từ anh trên đường về thái nắm chặt tay cô mãi không chịu buông hoài cũng thế những cảm xúc tội lỗi với chồng đã được thay thế bằng những dạo dực về tình yêu đang nảy nở trong tin cô chào tạm biệt nhau đợi cho xe thái đi khuất Hoài quay về siêu thị lấy xe rồi bước vào tiệm vải chọn đại mấy tấm để lúc về nhà tránh sự nghi ngờ của chồng và mẹ chồng. Về đến nhà, thấy mẹ chồng đang dọn dẹp nhà cửa, Hoài vội tươi cười nói. Mẹ để đấy con làm cho. Được rồi, con đi đường xa về mệt. Để đó mẹ làm. Vào thay đồ nghỉ ngơi đi. Mẹ Cường là vậy, đã bao nhiêu năm rồi bà vẫn là một người mẹ chồng tốt bụng bà luôn quan tâm gia đình nhỏ của vợ chồng cô hoài đi vào nhà nấu cơm cô sang phòng chồng thấy anh đang nằm xem điện thoại cô lên tiếng chào anh anh em về rồi à vâng để em đi nấu cơm đứng trước cường cô cảm thấy có chút gì đó ái náy xen lẫn xấu hổ suốt bữa cơm cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh cường cũng thấy vợ hôm nay khác lạ hơn ngày thường nhưng anh cũng không mấy để ý cơn đong nhức khiến anh nhăn mặt bỏ đũa sao thế anh nhức chân quá sao lại thế này nhỉ chắc trời trời lại hành tiết anh gắng ăn thêm chút nữa đi không không ăn nữa nãy anh đã ăn được mấy đâu đã bảo không ăn nữa mà em nói nhiều quá thấy cường cáu gắt hoài im lặng không nói gì cô đã quá quen với thái độ của anh như thế này rồi hoài lặng lẽ bưng mâm cơm đi cất tối đến hoài lên giường nằm cô mừng tượng lại những cảm xúc ân ái của cô và thái môi cô khẽ nở nụ cười thỏa mãn sau khi thái vào nam cả hai người lại lén lút gọi điện nhắn tin cho nhau rồi phi không thể chịu được nỗi nhớ mong cuối tuần nhân lúc vợ đi công tác thái quyết định đặt vé máy bay để ra gặp hoài một cách nhanh nhất có thể Hoài cũng viện lý do lên phố mua vải về may quần áo cho khách để gặp tình nhân. Bước vào phòng khách sạn, vội khóa cửa lại, cả hai nhanh chóng lao vào nhau cho thỏa nỗi nhớ mong. Ở vào cái độ tuổi hồi xuân, cái độ tuổi mà người đàn bà nào cũng đầy khát khao dục vọng, thì Thái đã giúp cô thỏa mãn ham muốn ra thịt mà chồng không thể cho cô. Thời gian đầu cô còn thấy mặc cảm tội lỗi với chồng, nhưng những lần sau này thì cô lại không hề có cảm giác ấy bởi vì đối diện với người chồng tàn tật khiến cô cảm giác chán ngán khinh thường những lúc bên cạnh thái được ôm ấp cơ thể vàm vỡ rắn chắc của anh khiến cô sung sướng hạnh phúc mà vội quên đi tất cả số tiền mà thái gửi cho cô càng nhiều đủ cho cô thoải mái chi tiêu mà không phải lo nghĩ gì từ khi qua lại với thái hoài trở nên xinh đẹp mặn mà hơn khuôn mặt cô tươi tắn rạng rỡ Hoài Tăng ngày càng trẻ đẹp khiến mọi người ai cũng trầm trồ. Chồng cô không phải không nhận ra điều đó. Anh chỉ hỏi cô. Dạo này em có vẻ tốt lên nhỉ? Có đâu? Hoài trột dạ, lúng túng xô tay. Cường chỉ mỉm cười. Thế là tốt. Rồi anh không nói gì thêm nữa mà xoay người lại nằm nghiêng vào tường. Việc Hoài đi lên đi về thành phố suốt cũng khiến mẹ chồng cô để ý nhưng rồi bà chép miệng lắc đầu và tiếp tục công VIEC của mình. Làng xóm thấy Hoài đẹp lên, cũng có ý thậm thột mỉa mai cô với mẹ chồng. Cô Hoài này càng đẹp ra như gái 18 đôi mươi ấy nhỉ. Không khéo lại có tình yêu mới ấy chứ. Tôi nói bà nghe này, chồng nó thế kia, không khéo nó ra ngoài cặp bồ đấy. Bà cẩn thận mà giữ con dâu. Mỗi khi nghe những lời bàn tán không mấy hay ho ấy, bà chi tức giận mắng xa xả mấy bà hàng xóm lắm chuyện các bà lắm chuyện lắm về mà lo cho nhà mình đi đừng có mà vu oan cho con tôi không biết ai xấu ai tốt hơn ai đâu hoài lặng im nhìn mẹ chồng bà quá tốt với cô điều đó khiến cô cảm thấy mình không xứng đáng con gái hoài tốt nghiệp ra trường sau một thời gian gửi hồ sơ đi xin việc khắp nơi thì cô cũng đã kiếm được một công việc vừa ý tranh thủ cuối tuần được nghỉ, Ngọc trở về nhà thăm bố mẹ và không quên mua rất nhiều quà cho mọi người. Cường suốt ngày ổ rũ ô uất, nhưng khi con gái về thì anh lại trở nên vui vẻ, anh hào hứng trước các món quà mà con gái bày ra trước mắt. Sao con mua nhiều thế? Để dành tiền đi chứ. Không sao mà bố. Cái này mấy tập vận động cơ bố ạ? Bố nên vận động nhiều vào cho mau khỏe, chứ cứ ngồi với nằm thì không tốt tí nào được rồi cường vui vẻ cùng con ngắm nghía cái máy tập vận động ngọc nhìn ra cửa gọi mẹ mẹ ơi mẹ lên đây xem quà của mẹ này rồi để mẹ tắt bếp đã nhé hoài vui vẻ chạy lên nhà ngọc đưa ra một bộ mỹ phẩm cho mẹ và mấy hộp thuốc bổ đây là mỹ phẩm và thuốc bổ của mẹ còn đây là thuốc bổ của bố con mua nhiều thế làm gì phải để dành tiền chứ con mẹ đừng lo con có tiền mà mặc dù nói vậy nhưng hoài rất vui sướng khi nhận quà từ con cường mỉm cười hạnh phúc ngắm nhìn hai mẹ con đang mân mê đống đồ trước mắt đã từ rất lâu rồi cả gia đình mới vui vẻ như vậy ngọc hào hứng khoe từ giờ bố mẹ yên tâm nhé con đã xin được vào công ty mỹ phẩm của hàn quốc rồi lương thắng cũng ổn lắm ạ à số quà này con mua từ tiền thưởng thôi đấy. Thật ư, mừng quá con ơi. Hoài vui sướng ôm lấy con gái, Ngọc cũng ôm lấy mẹ và bố rồi nũng nịu nói. Lâu nay bố mẹ vất vả vì chúng con quá rồi. Cường cảm động vỗ về con gái, bữa cơm gia đình trở nên thân mật hơn hẳn. Cuối tuần cậu con trai Bảo Nam cũng được về nhà, cả nhà lại quây quần bên nhau vui vẻ như ngày xưa lúc cả nhà ăn cơm xong xuôi ngọc phụ mẹ dọn dẹp bếp núc hai mẹ con vừa rửa bát vừa tâm sự với nhau nghe tiếng chung điện thoại reo hoài bỗng giật mình cô vội vã để chén xuống thau nước rồi rửa tay đứng dậy đi vào nhà nhưng cậu con trai đã nhanh trí lấy điện thoại ra cho mẹ mẹ đứng đấy con đưa ra cho mà số là mẹ ạ à. đưa mẹ đưa mẹ xem hoài lúng cuống nhận lấy điện thoại từ con trai khuôn mặt cô lộ vẻ hoảng hốt khi nhìn vào màn hình điện thoại thìa mẹ nghe đi số lạ ấy mà nó gọi bậy bạ đó mà nói xong hoài tắt máy cậu con trai vô tư tiếp lời mẹ nhét vào túi quần làm gì ngồi cho vướng để đây con mang lên nhà cho không sao con vào nhà trước đi bảo nam nhảy miệng cười với mẹ rồi quay lưng bước vào phòng nói chuyện với bố còn hoài sau khi cậu con trai đi lên nhà cô thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra bếp rửa nốt số chén với cô con gái nhưng hành động của hoài khi nãy cũng khiến cho con gái cô chú ý ngọc là một cô gái khá nhạy cảm đợt này về nhà cô thấy mẹ khác trước nhiều nên cô cũng khá băn khoăn đặc biệt mẹ đi đâu cũng kè kè chiếc điện thoại bên cạnh không như hồi xưa mẹ vứt lung tung rồi lại hay để chế độ im lặng nữa mỗi khi tìm điện thoại của mẹ là ba bố con phải lục lọi khắp nhà mới tìm ra con mẹ thì cứ lắc lắc đầu mà cười thôi. Vậy mà giờ đây, mẹ sử dụng điện thoại nhiều hơn khiến cô để ý. Thi thấy mẹ đến bên, Ngọc vội hỏi. Ai gọi thấy mẹ? Ôi dào, ba cái bọn mạng mẽo vớ vẫn ấy mà con. Thôi con lên nhà gọt hoa quả cho em với bố ăn cùng đi, để mẹ rửa nốt chỗ này cho. Để con rửa với mẹ cho vui. Một loáng là xong ngay ấy mà. Thế hai mẹ con mình cùng rửa nhé. Hoài nhìn cô con gái với ánh mắt chiều mến. Mọc là đứa ngoan ngoãn đáng yêu, lại rất biết thương bố mẹ. Hoài rất tự hào về hai đứa con của mình. Vì đợt này con gái về nhà, nên tối đến Hoài sang mổ cùng với chồng. Cô tắm rửa xong xuôi rồi leo lên giường nằm, cương vẫn đang chăm chú vào điện thoại, thấy Hoài anh bỗng mỉm cười. Em xong việc rồi à? Cả ngày nay em tất bật vất vả vì ba bố con rồi. Có gì đâu chứ. Vì con vì anh thì có vất vả là gì. Hoài kéo chăn đắp lên người rồi nằm quay lưng lại phía chồng. Mùi hương trên cơ thể của Hoài khiến Cường cảm thấy dễ chịu và có đôi chút hưng phấn hơn. Anh tắt điện thoại rồi quay người qua vòng tay ôm lấy vợ. Nếu là trước đây, lúc Cường chưa bị tai nạn, thì những hành động vốt ve mơn trớn của anh sẽ khiến những cảm xúc yêu đương trong cô trỗi dậy. Lúc đó cô sẽ không chịu được mà nhanh chóng đòi hỏi anh ngay lập tức. Nhưng giờ đây cô cảm thấy rừng rưng trước những hành động ôm ấp này của chồng. Hoài cũng cảm thấy lạ. Hơn một năm qua, anh không hề đòi hỏi. Hay đúng hơn anh không còn cảm giác yêu đương với vợ. Dù nhiều lúc cô cũng đã khơi gợi cảm hứng ở anh, nhưng đều bất lực. Hôm nay anh lại chủ động gần gối cô như vậy. Không những không khiến cô vui mà ngược lại. Hoài cảm thấy khó chịu hơn. Hoài không biết phải làm gì lúc này, nếu từ chối ngay thì cô sợ chồng sẽ nghi ngờ mình nhưng mà giờ bảo cô quan hệ với chồng thì cô không thể cô cứ nằm im cô mặc kệ bàn tay chồng đang mân mê vuốt ve mình thấy thái độ của vợ như vậy cương vội dừng lại anh lúng túng nói em em không còn yêu anh nữa ư hoài chợt cảm thấy ấy lương tâm cô vội quay lại dỗ dành chồng không phải anh đừng nói thế mà tội em vậy vậy sao mấy hôm nay em hơi mệt anh thông cảm cho em nhé anh anh biết rồi anh xin lỗi anh thế này rồi còn khiến em vất vả hơn anh đừng như vậy mà em là em lo cho sức khỏe của anh thôi cường im lặng trở mình nằm lại một cách khó khăn hai tay anh vốt xuống chân ánh mắt anh đượm buồn cảm giác tự ti lại ùa về xâm chiếm lấy đầu óc cường mình giờ là một kẻ tàn tật rồi thì đòi hỏi gì hơn chứ? Cường đau đớn nuốt nước mắt vào trong, anh nhắm mắt vờ ngủ. Nhưng kỳ thực, trong lòng anh có biết bao cơn sóng đang cuộn trào, có biết bao nhiêu điều khiến anh phải đau đầu suy nghĩ. Thấy chồng nằm im như thế, hoài nghĩ là anh đã ngủ rồi. Cô với tay tắt đèn mổ rồi trở mình quay lưng lại phía chồng. Cả hai người đắp hai chăn riêng. Trong đêm tối, căn phòng bỗng trở nên tĩnh mịch. Hoài không mổ vội mà cô cuộn mình trùng chăn kín người lại, rồi gión rén mở điện thoại ra. Cô vào Zalo, thấy tin nhắn của Thái, anh nhớ em. Hoài vội vàng xóa ngay. Cô không dám nhắn tin chuyện trò với Thái, cô sợ Cường sẽ phát hiện ra. Mỗi khi vào giờ này hai người lại nhắn tin chuyện trò với nhau, nhưng mấy hôm nay các con về, nên Hoài trở nên bận bịu hơn không có thời gian nói chuyện với anh. Có lẽ vì thế mà lúc tối anh mới gọi cho cô, may mà các con không để ý thật đúng là cảm giác vụng trộm lén lút sợ bị phát hiện làm cho hoài thấp thỏm không yên nó khiến cô bao phen muốn rớt tim ra ngoài lần này cô phải nhắc thái để ý hơn cứ thế này rồi cũng có ngày đổ bể ra cô không dám tưởng tượng cái hậu quả của nó đã bao lần nghĩ đến chồng đến con khiến hoài muốn chấm dứt việc ngoại tình vụng trộm này rồi nhưng khi cô vừa mở lời ra với Thái thì ngay lập tức anh lại đặt vé máy bay ra gặp cô. Đứng trước anh, cô không thể cưỡng lại những ham muốn dục vọng của bản thân, cứ như thế cô lại cuốn lấy anh không nỡ rời. Chỉ có Thái mới khiến những ham muốn đang trỗi dậy trong cơ thể người đàn bà đang vào độ sung sức hồi xuân được thỏa mãn mà thôi. Mấy tháng qua, việc qua lại làm tình với Thái khiến cô vô cùng hạnh phúc, cô không ngờ hai người lại hợp nhau đến như vậy. Thái biết cách đáp ứng những đòi hỏi, những khát khao ẩn giấu trong cô bấy lâu nay. Bên cạnh Thái cô cảm thấy hưng phấn hơn, rào rực hơn, hai người luôn tranh thủ từng giờ từng phút ân ái mặn nồng. Khi đã thỏa mãn cơn dục vọng của bản thân, cơ thể cô cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Miên man những dòng suy nghĩ về người tình, hoài cứ thế mà chìm dần vào giấc ngủ, cô không thèm để ý đến chồng cô đang nằm thao thức bên cạnh mình. Hai ngày cuối tuần nhanh chóng trôi qua, con trai bảo Nam trở lại trường, còn cô con gái cũng nhanh chóng quay về công ty làm việc căn nhà chỉ có hai người lại trở nên vắng vẻ như thường công ty mà ngọc đang làm là một công ty chuyên sản xuất mỹ phẩm của hàn quốc cô làm ở bộ phận nhân viên văn phòng trong thời gian học đại học ngọc đã học thêm ngoại ngữ tiếng hàn giờ ra trường cô có nhiều lợi thế khi đi xin việc đó cũng chính là lý do mà cô trúng tiền trong đợt phỏng vấn này công ty của ngọc có rất nhiều nhân viên vừa là người việt nam cũng vừa là người hàn quốc Thời gian mới đầu vào làm ngọc cũng khá áp lực, nhưng với bản tính nhiệt tình, chăm chỉ học hỏi nên cô được mọi người rất yêu mến. Đặc biệt, Ngọc có ngoại hình xinh đẹp được thừa hưởng từ thả bố lẫn mẹ nên cũng khiến cho nhiều chàng trai trẻ trong công ty chết mê chết mệt. Nhận được rất nhiều lời tán tỉnh của các đồng nghiệp nam, nhưng Ngọc đều bỏ qua, cô chỉ chú tâm vào công việc. Ngọc đặt ra mục tiêu cho bản thân là phải có công việc và kinh tế ổn định để phụ giúp bố mẹ. Bấy lâu nay hoàn cảnh gia đình khó khăn cũng khiến cho Ngọc không suy nghĩ gì đến chuyện yêu đương. Thấy Ngọc vừa xinh đẹp lại giỏi giang mà chưa có người yêu nên các chị trong công ty ra sức làm mai làm mối cho cô, nhưng mà Ngọc vẫn thế, cô chỉ mỉm cười cảm ơn rồi lại nhanh chóng đi làm việc. Nghĩ đến bố đau ốm, một mình mẹ tất bật ngược xuôi nuôi hai chị em ăn học, là Ngọc chỉ muốn kiếm thật nhiều để gửi về nhà đỡ đần cho bố mẹ mà thôi. Cứ đến đầu tháng, mỗi khi nhận được lương, Việc đầu tiên là Ngọc gọi điện thoại về khoe với bố mẹ. Alo. Con chào bố. Bố khỏe không ạ? À? Bố khỏe rồi con ạ. À. Hôm nay con không đi làm à? Dạ có chứ bố, nhưng tranh thủ giờ giải lao, con gọi điện hỏi thăm bố thôi. Công việc dạo này vất vả lắm không con? Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ vào con nhé. Bố yên tâm. Con tự lo được mà con nhận được lương rồi bố ạ tháng này con được thưởng nhiều hơn tháng trước đấy con gái bố giỏi quá bố mừng lắm con chuyển vào tài khoản của mẹ rồi bố nhé bố mẹ cứ thoải mái chi tiêu đừng tiếc gì cả. con để dành mà lo cho bản thân nữa chứ con có đủ chứ bố mà mẹ đâu rồi bố mẹ con lên thành phố lấy vải về may rồi vậy ạ à, thôi bố nghỉ ngơi đi nhé con vào làm đã tối con gọi bố nhé mặc vui vẻ chào bố rồi vào phòng làm việc cô vừa bước đến nơi thì thấy các chị đang hào hứng bàn tán xôn xao biết việc gì chưa việc gì thế chị hôm nay chúng ta có trưởng phòng mới về đấy nhé mà là con trai lại là trai chưa vợ hẳn hoi vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi tuổi rất trẻ nhưng thành tích thì đáng gờm đấy Vậy ư? Đúng là cầu được ước thấy. Cuối cùng ông trời cũng ban cho chúng ta một ân huệ. Cái Lan vừa nói vừa chắp tay nhắm mắt khiến hội chị em cười xòa. Trong phòng chỉ có Lan và Ngọc là chưa có người yêu, còn lại ai ai cũng có cặp có đôi cả rồi. Chị Vân vỗ vào vai Lan nháy mắt nói. Chuẩn bị tinh thần cọc đi tìm Châu đi thôi. Mà sếp mới là người như thế nào nhỉ? Chịu. Ý ắt biết. Mà, ơ kìa ngọc em không nói gì sao ngọc mở to mắt rồi cười hỏi em em nói gì là sao ạ à? thế em không tò mò về trưởng phòng mới à? à em em không quan tâm ôi dào cái con bé này nó chỉ biết có công việc thôi chán quá mọi người vội tản ra rồi ai nấy về bàn làm việc của mình Ngọc cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ với các chị. Trưởng phòng mới là một chàng trai rất trẻ. Anh tên là Hùng mới có 26 tuổi, nhưng thành tích trong công việc thì cũng rất đáng nể. Là một chàng trai cao giáo với khuôn mặt nam tính, vầng trán cao nhìn rất thông minh. Đặc biệt, anh chàng có nụ cười rất duyên nữa chứ. Trong buổi gặp mặt làm việc đầu tiên, các chị em được dịp trầm trồ suýt xoa về Hùng. Ngọc cũng thế, cô bị choáng ngợp trước ngoại hình cuốn hút của anh nhưng trong bụng thầm thích và ngưỡng mộ anh là thế mà khi đối mặt với anh cô lại giữ thái độ lạnh lùng đến lạ khác với thái lan mỗi khi đứng trước hùng là nó cứ ấp a à, ấp úng mãi chẳng thành câu điều đó làm cho mọi người càng được dịp trêu nó nữa chứ từ khi gặp hùng trên công ty về mọc cứ như người mất hồn tình bóng của anh choán ngợp lấy tâm trí cô bao lâu nay đứng trước nhiều chàng trai cô đều không rung động vậy mà khi gặp hùng Ngọc mơ hồ cảm thấy có một thứ cảm giác kỳ lạ như ngọn gió mát rượi lan tỏa vào trái tim cô. Ngọc chú ý đến ngoại hình của mình hơn, cô luôn xuất hiện trên công ty một cách chỉnh chu xinh đẹp nhất. Tái lan thì khác nó chưa kịp tán đổ trưởng phòng thì trái tim nó bị chàng trai ở phòng marketing ngắm chúng. Thế là nàng ta đổ gục trước sự bảnh bao, đa lăng của Nhật Minh. Điều này khiến cho các chị cùng phòng trêu chọc cô. Chị cứ tưởng mày thế nào chứ, chưa kịp tán trưởng phòng thì đã vội đầu hàng quân địch. ý ý, thôi, em là em đầu hàng quân địch trước, còn cái đồn kia thì để cho Minh Ngọc nó thay em. ối dào, Minh Ngọc nó thì tha thiết gì yêu với trà đương. Chị Thủy ghé tai chị Vân nói nhỏ, không hiểu sao dạo này con bé sinh hẳn lên đấy, không khéo lại như cái Lan, có người yêu mà các chị không biết. chị Vân Chị Thủy, Đái Lan gật gù hướng mắt về phía Ngọc. Ngọc ngớ người ra, cô bối rối đỏ mặt xua tay. Đâu? Đâu? Em đâu có ai? Thật không? Thật mà. Ngọc hai má đỏ bừng, vội tránh ánh mắt dò xét của các chị. Nhưng chị Thủy vẫn không chịu buông tha cho cô, chị nói tiếp. Thế lý do gì mà dạo này sinh thế? Em, em sinh hồi nào? Ngọc lúng túng, các chị thì áp sát hỏi dồn dập bỗng một giọng nói vang lên. Đúng, cô Ngọc sinh thật. Tất cả tám con mắt cùng mở to ngạc nhiên, quay về phía giọng nói. Là Hùng, tay anh cầm tập hồ sơ, miệng cười bảo. Bây giờ mời các chị đẹp hoàn thành công việc mới này cho em nhé. Chị Vân cười ồ lên rồi nháy mắt với Hùng. Ngọc sinh thế này mà em không tán đổ nó là không được đâu đấy. Hùng vuốt tóc cười cười. Chăm sự nhờ các chị nhé. Được. Các chị đây mát tay có kinh nghiệm lắm đấy nhé. Em cứ tin tưởng ở chị. Tất cả mọi người cùng vui vẻ mà cười xòa lên. Ngọc thì khác. Trước lời khen của Hùng, cô cảm thấy trái tim mình nhảy múa loạn nhịp hơn. Hai má cô ửng đỏ. Ngọc thẹn thùng tránh ánh mắt của Hùng. Thời gian sau đó, cường độ công việc ở công ty ngày càng nhiều hơn mọi người ai ai cũng tập trung hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Ngọc có cơ hội cùng với Hùng trao đổi công việc nhiều hơn, anh cũng dần dần cảm mến Ngọc. Hai người không ai nói ra nhưng hình như đều cảm nhận đối phương đã thích mình. Trong các buổi liên hoan của công ty, Hùng luôn ân cần chu đáo với Ngọc, mọi người đều nhận ra điều đó và rất nhanh chóng. Họ thực hiện sứ mệnh ông thơ bà Nguyệt của mình là xe duyên cho cả đôi. Khi được mọi người ra sức gán ghép với nhau, Ngọc không còn từ chối như trước nữa mà thay vào đó cô chỉ e thẹn mỉm cười hùng cũng thế ánh mắt anh đắm đuối hơn mỗi khi nhìn cô trong một lần cùng nhau đi công tác trên đường trở về lúc đi qua một cánh đồng vắng xe của hùng bị hỏng buộc phải dừng lại để gọi cứu hộ hỗ trợ trời càng về đêm càng lạnh hùng vội cởi áo vét vươn người sang phía ngọc để khoác lên vai cho cô sự tiếp xúc gần như thế này khiến ngọc bối rối cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của hùng rất gần với mình hùng cũng thế ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của cô bất xác bờ môi anh tìm đến môi cô sau mất mấy giây đờ người ra vì bất ngờ thì ngọc cũng từ từ đón nhận và đồng ý đáp lại tình cảm ấm áp của hùng hạnh phúc ôm ngọc vào lòng rồi nhẹ nhàng nói mình yêu nhau em nhé vâng ạ à. ngọc mỉm cười cô ôm chặt lấy anh để cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông mạnh mẽ này biết ngọc và hùng thành một đôi tất cả mọi người trong công ty ai cũng vui mừng chúc phúc cho họ họ quả là một đôi trời sinh hùng rất thương cho hoàn cảnh gia đình của người yêu anh nằng nặc một hai đòi được cô dẫn về ra mắt bố mẹ lúc đầu ngọc còn chần chừ do dự cô sợ anh sẽ chê bai hoàn cảnh gia đình mình nhưng trước thái độ và tình cảm chân thành của anh ngọc dần mở lòng hơn cô bắt đầu gọi điện về nhà giới thiệu anh cho bố mẹ biết Hai vợ chồng Hoài rất vui mừng khi con gái tìm được người yêu vừa tài giỏi lại vừa đẹp trai phong độ. Sau những lần nói chuyện với nhau qua màn hình điện thoại, cùng và bố mẹ Ngọc trở nên thân thiết, mọi người đều cảm thấy vui vẻ, gần gũi nhau như người một nhà. Biết con gái có người yêu, Hoài bắt đầu cảm thấy nên dừng mối quan hệ đen tối với Thái lại. Dù sao, Hoài cũng là một người mẹ, cô vẫn rất yêu thương con cái và gia đình này. Khi những ham muốn dục vọng trôi qua, bản năng một người mẹ lại trỗi dậy trong cô. Cô lo lắng việc sai trái của mình nếu đổ bể ra sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con cái. Hoài đem chuyện này tâm sự với Thái, khác với những lần trước. Giờ đây khi nghe Hoài nói vậy, Thái cũng có vẻ đồng ý với cô. Chỉ là anh muốn hai người gặp nhau lần cuối trước khi quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Trong căn phòng khách sạn, Hoài nằm gọn trong lòng Thái. Bàn tay vuốt ve mân mê từng đường nét trên khuôn mặt người tình. Thái cũng thế, anh nắm mắt tận hưởng cảm giác tuyệt vời mà Hoài mang lại. Sau những phút giây mặn nồng, khi những ham muốn về xác thịt được thỏa mãn, cả hai lại thường rơi vào cảm giác trầm tư khó tả, phải chăng sự cắn rứt lương tâm đang từ từ gặm nhấm họ. Hoài hôn lên má thái rồi nói. Mình dừng lại ở đây thôi anh nhé. Nếu anh và em gặp nhau sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nói làm gì chuyện không thể xảy ra ấy hả anh? chúng ta sai ngay từ buổi đầu gặp nhau rồi giờ nên dừng lại thôi mình còn gia đình còn con cái phải lo lắng nữa anh à anh hiểu mà con trai anh cũng đến tuổi lấy vợ rồi nhưng xa em anh không chịu được anh sẽ nhớ em đến điên dại mất thôi anh hãy quên em đi em thì sao em sẽ nhớ anh chứ em em sẽ cất giữ anh vào sâu trái tim em. Chỉ có anh mới là người khiến cho em được yêu đến tê dại như vậy. Nghe những lời nói của Hoài, Thái vòng tay siết mạnh cô vào sát người mình, lửa tình đam mê lại tiếp tục được thổi lên, cả hai người lại lao vào nhau với những màn ân ái đầy đam mê cháy bỏng. Cứ như thế, hai người ở cạnh nhau, họ tranh thủ từng giờ từng phút, Hoài nhắm mắt đón lấy và tận hưởng những yêu thương từ người tình. Cô biết, ngày mai thôi, cô lại trở về với người chồng tàn tật của mình và rồi đây cô phải tự tìm cách để kìm nén lửa xuân đang hừng hực bốc cháy trong cơ thể cô nghĩ đến đây thôi hoài lại cảm thấy chán nản ông trời bất công với cô quá một người đàn bà đang bước vào thời kỳ sung sức hồi xuân mà giờ phải chấp nhận vò võ cô đơn như một nữ tu hành sao cô ngậm mùi cay đắng cho bản thân mình sau những màn mây mưa nồng nhiệt ấy hoài và thái cũng đến lúc phải chia tay có lẽ chuyện tình vụng trộm của họ sẽ kết thúc trong êm đẹp, sẽ không một ai mảy may biết đến và Hoài sẽ chôn chặt nó trong lòng cho đến chết nếu như không có chuyện hai người đi cạnh nhau và bị chính con trai của Thái phát hiện ra. Lần chia tay này, Thái lưu đến Hoài mãi nên anh muốn cô đi cùng anh một đoạn đến sân bay. Khi hai người vừa bước xuống xe, Thái vội ôm lấy Hoài rồi nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn. Chính hành động tình tứ của hai người đã vô tình lọt vào tầm nhìn của Hùng và Ngọc ở quán nước đối diện. Thật không may cho lần cuối gặp nhau của Thái và Hoài, hai người đã bị chính con cái mình bắt quả tang. Ở quán nước đối diện, trong khi Hùng đang mải mê xem điện thoại, anh bỗng ngước lên nhìn sang đường thì bất chợt thấy một bóng dáng quen quen. Hùng cố dướn người lên để nhìn, hai mắt anh trao lại, Hùng lắc lắc đầu, mồ hôi trên trán anh bắt đầu diện ra. Hùng như không tin vào mắt mình, bố anh đang hôn hít một người phụ nữ lạ. Người phụ nữ ấy đứng quay lưng lại phía anh nên anh không nhìn rõ. Nhưng nếu là mẹ anh thì chắc chắn không phải. Tay hùng run run, đầu óc anh đang cố chấn tĩnh bản thân rằng anh nhìn nhầm người. Người đàn ông đó không thể là bố anh được. Để xác thực một lần nữa, Hùng lấy điện thoại ra gọi bố, tay bấm số gọi còn mắt anh dán chặt vào hai người đối diện kia. Điện thoại đổ chuông, người đàn ông đưa máy lên nghe thì tim Hùng như chết lặng đi anh run rẩy nhấn nút tắt những câu hỏi liên tiếp nhảy múa trong đầu hùng chuyện quái quỷ gì thế này bố mại tình ư sao có thể ngọc nãy giờ không để ý đến thái độ của hùng khi cô vừa ngẩng lên bắt gặp khuôn mặt tái mét của anh thì vội lay lay tay anh mà hỏi anh 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 sao thế hùng nút nước miếng giật mình quay lại nhìn hoài lắc bắc anh anh nghĩ là anh thấy bố anh bố anh bố anh ở đây sao? Ừ, em ngồi đây đợi anh chút nhé. Sao thế? Nếu là bố thì để em ra chào bác. Không, không, em ngồi đây đi, em đừng đi theo anh. Hùng gắt lên, vội vàng cắt lời Ngọc, anh không muốn cô chứng kiến cảnh tượng xấu hổ này. Còn Ngọc thấy thái độ gai gắt của Hùng thì cô cũng khá ngạc nhiên. Chưa bao giờ anh như thế cả. Nghe lời anh, cô vội ngồi lại, nhưng mắt cô vẫn dõi theo bước đi của Hùng. Khi Hùng vừa sang tới nơi, Ngọc nhìn theo thấy anh đang đứng nói chuyện với hai người. Nhưng, nhưng, sao dáng vẻ người phụ nữ kia lại quen đến thế nhỉ? Ngọc nheo mắt nhìn, khi người phụ nữ kia chỉ đứng nghiêng về phía cô thôi, nhưng Ngọc đã nhanh chóng nhận ra là ai. Cô vội vàng xô ghế đứng dậy rồi bước nhanh đến vị trí của cả ba người vừa bước tới nơi, Ngọc đã nghe giọng Hùng gai gắt. Bố, bố giải thích đi. Con, từ từ về nhà bố con mình nói chuyện. Là thế nào hả bố? Con bình tĩnh, con bình tĩnh. Hùng quay sang nắm lấy cánh tay của cô Hoài mà lắc mạnh. Nói đi, cô nói đi. Tại sao hai người lại hôn hiếp nhau như tình nhân vậy? Tại sao chứ? Cô nói đi. Con không được vô lễ như thế Hùng. Hoài lo lắng cúi mặt nhìn xuống đất, cô hoảng hốt trước tình huống bất ngờ này. Nhưng chỉ từng đó thôi sẽ chẳng là gì so với việc cô nghe một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng mình. Mẹ! Hoài hoảng hốt thật sự. Cô giật mình run rẩy quay về phía giọng nói. Ngọc! Con! Con! Ngọc há hốc mồm, mắt mở to đầy ngạc nhiên khi thấy mẹ mình đang đứng cạnh Hùng và bố anh bốn con người không ai nói gì nhưng họ hiểu sóng gió đang ập đến với họ. Để tránh cho thiên hạ bàn tán, Thái vội đưa cả bốn người vào một cửa hàng có phòng tín đối diện. Khi cả bốn người mặt đối mặt với nhau một cảm giác khó xử trào dâng lên, chặn cứng ở cuống họng, khiến cho không một ai có thể mở lời. Hùng thấy thế, anh nhìn sang Ngọc và mẹ cô rồi nói. Em với cô ngồi ở phòng này nói chuyện đi. Bố con anh sẽ sang phòng bên nói rồi hùng bước ra ngoài thấy con trai dứt khoát như thế thái cũng đứng dậy đi theo con còn lại hai mẹ con ngọc khóc nức lên nhìn mẹ mà giận dữ mẹ mẹ nói cái gì đi chứ mẹ mẹ xin lỗi con ơi lâu nay lâu nay mẹ phản bội lại bố con phản bội lại gia đình mình ư mẹ không thương bố mẹ không thương chúng con nữa hả à? không không con ơi Mẹ, mẹ, mẹ xin lỗi. Cô hô. Mẹ nói đi sao mẹ phải phản bội bố chứ? Bố con làm gì sai với mẹ? Bố đã bị mất đôi chân rồi đáng lẽ ra mẹ phải thương lấy bố hơn chứ? Tại sao? Ngọc nhìn mẹ rồi ôm đầu gào lên trong đau đớn, nước mắt giàn ruộng, rồi cứ thế mà khóc lóc vật vã. Hoài đau khổ bước đến ôm lấy con gái nhưng bị Ngọc cự tiệt đẩy ra, dương đôi mắt đẫm lệ Ngọc nhìn mẹ hỏi. Tại sao chứ? Mẹ nói đi. Mẹ nói đi. Mẹ im lặng thế để làm gì? Mẹ xin lỗi con ơi, là mẹ sai. Mẹ sai rồi. Là do mẹ không kìm nén được những ham muốn của bản thân. Những tháng này bố con bị bệnh, tạm giác cô đơn cứ thế bao vây lấy mẹ khiến mẹ không tự chủ được mình. Mẹ có tội với bố con với các con. Gương mặt Ngọc Sưng húp lên vì khóc, qua màn nước mắt, Ngọc Thẫn thờ nhìn mẹ tại sao nhất định là bố của anh hùng chứ mẹ có thể quen với người đàn ông khác cơ mà giờ con phải làm sao đây sao mẹ lại đặt con vào tình thế này chứ giờ con biết đối mặt với anh ấy như thế nào đây chứ mẹ mẹ trời ơi mẹ biết làm gì để chuộc tội của mẹ đây mẹ hại đời con rồi cô hô hô mẹ có biết Hôm nay con dẫn anh ấy về ra mắt nhà mình mà không thông báo trước với bố mẹ là con muốn tạo cho cả nhà một bất ngờ không? Thế mà, thế mà mẹ lại cho con một bất ngờ quá sức tưởng tượng. Khoai quỳ sụp xuống nền nhà, hai tay buông thóng, sự thật quá vũ phàng, con gái cô giờ phải làm sao đây? Mọc không muốn nhìn mặt mẹ, cảm giác tôn trọng yêu thương mẹ không còn mà thay vào đó là cảm giác hờn giận bùa vây, để có thể chấp nhận được chuyện mẹ ngoại tình đã là việc quá khó nhưng chuyện mẹ ngoại tình với bố của bạn trai lại là điều càng không thể chấp nhận hơn ngọc cứ thế mà ngồi ôm gối đầu gục xuống không nói không rằng hoài nhìn cô con gái đang vật vã đau đớn mà cảm thấy tim mình như bị ngàn mũi dao đâm vào một người mẹ khi phải chứng kiến con mình bị tổn thương thì cảm giác héo ruột héo gan đã không chịu được rồi đằng này vết thương nó lại do chính người mẹ ban cho thì quả là đau đớn không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc lúc này của hoài Giá như cô cặp bồ mà bị vợ người ta đánh ghen tơi bời thì cô cũng cắn răng chấp nhận hơn là bị con gái phát hiện ra trong một tình cảnh chứa trêu như thế này. Hoài như chết từng khúc ruột. Giá như. Giá như cô không cố bước chân vào vũng bồn nhơ nhớp này. Giá như cô toàn tâm toàn ý chăm chồng. Giá như cô biết kìm nén dục vọng của bản thân hơn thì sẽ không gây ra chuyện tày trời này. Tàng nghĩ càng ân hận. Tàng nghĩ càng cảm thấy cắn rứt lương tâm. Hoài ước gì mình chết quách đi cho rồi giờ cô còn mặt mũi nào đối diện với chồng con cơ chứ thế đấy khi bắt đầu vụng trộm thì những suy nghĩ này cô có mảy may nghĩ tới đâu giờ thì cô có ước ao có cầu mong thời gian quay trở lại cũng không còn cơ hội nữa rồi ông trời bắt cô phải trả một cái giá quá đắt cho tội lỗi của mình gây ra hai mẹ con cứ ngồi dưới nền nhà như vậy trong tâm trạng hết sức nặng nề ở phòng bên kia hùng và bố anh cũng không khác gì là mấy khi hai bố con bước vào phòng Hùng liền đóng cửa lại cố giữ vẻ bình tĩnh rồi nhìn bố chất vấn. Chuyện này là sao hả bố? Bố xin lỗi con. Bố biết bố sai rồi. Giờ bố có nói gì cũng chỉ là bao biện cho bản thân mà thôi. Giờ con với mẹ thế nào đây bố? Bố có biết là con đã rất tự hào về bố, về gia đình mình không chứ? Bố Hùng thở dài rồi cúi mặt không dám nhìn vào con trai mình. Con Hùng, anh đấm tay thùng thuộc vào tường mà bất lực nói tại sao lại thế này hở bố bố có biết là ngày hôm nay con về ra mắt gia đình ngọc không con định ra mắt nhà cô ấy xong thì con sẽ đưa cô ấy về nhà mình gặp mặt bố mẹ đấy giờ thì bố bố giờ thì còn gì nữa đâu bố giờ làm sao mà nhìn mặt nhau được chứ con phải đối diện với cô ấy thế nào đây chúng con có tội tình gì chứ hùng không tìm được nữa nước mắt anh tuôn trào người bố mà anh hằng kính trọng giờ đây sao lại thế này chứ còn mẹ anh mẹ sẽ phải làm sao đây mẹ suốt này bận bịu kinh doanh chăm lo kinh tế cho gia đình giờ mẹ sẽ phải làm sao đối diện với sự thật này chứ mấy ngày trước biết tin anh về ra mắt gia đình bạn gái mẹ đã vui biết nhường nào ba con dặn dò anh đổ thứ để ghi điểm trong mắt gia đình người yêu nếu như không có buổi gặp định mệnh hôm nay thì có lẽ cuộc đời hùng sẽ ngập tràn trong hạnh phúc rồi càng nghĩ càng đau hùng bất lực, hai bố con cứ thế mà im lặng. nhìn đứa con trai lâu nay luôn mạnh mẽ, hoạt bát vui vẻ là thế giờ lại phải khóc trong đau đớn. người làm bố như thái cảm thấy tội lỗi của mình không thể nào tha thứ nổi. giờ hối hận thì được gì? bố xin lỗi con, bố hứa sẽ chấm dứt chuyện này ngay lập tức. chấm dứt, nhưng giờ con với ngọc thì phải làm sao đây? hùng vội đứng bật dậy nhớ đến ngọc, anh cảm thấy thương cô hơn. Có lẽ Ngọc cũng sốc như anh. Hùng vội mở cửa bước sang phòng Ngọc, thấy cô đang cúi gục mặt như thế, Hùng vội đến bên cô rồi nói: "Em, em ổn chứ? Em xin lỗi anh. Em không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa." Hùng quay sang nhìn mẹ Ngọc rồi nói: "Cô đưa Ngọc về giúp cháu. Chúng ta không thể nói chuyện với nhau được nữa rồi." "Cô, cô xin lỗi." cô xin lỗi hùng không nói gì anh đỡ ngọc đứng dậy rồi nói em về nhà trước đi anh sẽ cùng bố trở vào sài gòn đã không kịp nghe ngọc trả lời hùng vội lau nước mắt rồi bước ra cửa ngọc thấy anh đi thì cô òa khóc như mưa thế là hết thật rồi hạnh phúc mà cô với hùng vẽ ra trước mắt giờ tan tành như bong bóng xà phòng rồi nhìn bóng lưng của người yêu lòng ngọc đau như muối sát cô hiểu anh cũng đau lòng như cô mà thôi giờ hai người không thể nào nhìn mặt nhau được nữa cuối cùng ngọc cũng cùng mẹ bắt taxi về nhà suốt dọc đường hai mẹ con không nói với nhau câu nào khi vào đến cổng mẹ chồng khá bất ngờ khi thấy hai mẹ con cô đi cùng nhau như thế bà vội vàng chạy ra đón hai mẹ con sao lại về cùng nhau mà không báo trước cho bà thế này vâng thưa mẹ Hoài cúi mặt trả lời mẹ chồng cho có lệ. Đầu óc cô chỉ chăm chú nhìn vào con gái mà thôi. Thấy vậy bà nội vội quay sang hỏi ngọc. Đi đường xa có mệt không cháu? Cháu chào bà. Cũng hơi mệt bà ạ. À. Cháu vào phòng nghỉ trước đây bà nhé. Bà nội thấy thái độ và hành động của hai mẹ con khác lạ, đặc biệt cái ngọc nó không còn vui vẻ cười nói như mấy lần trước nữa, bà cũng linh cảm có chuyện gì đó không hay nhưng thấy không khí nặng nề quá bà vội chào mấy câu rồi quay về nhà nấu cơm ngọc bước vội nhanh vào phòng khóa cửa lại suốt buổi ngọc ở lì trong phòng ai gọi cũng không chịu mở cửa hoài đi đi lại lại trước phòng con gái sợ con làm chuyện gì bậy bạ cô lo lắng gọi cửa nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ hoài vội vàng tìm mẹ chồng mẹ ơi mẹ ơi gì thế mẹ sang xem cái ngọc giúp con với sao có chuyện gì rồi đợi mẹ cả bố mẹ chồng của hoài tất tả chạy sang hoài với gương mặt đầy tội lỗi cô quỳ xuống trước mặt bố mẹ chồng khóc lóc con có tội con có tội với bố mẹ với anh cường với cả nhà mình mẹ chồng cúi xuống đỡ hoài đứng dậy trong lòng bà rối bời thấy bộ dạng của hoài bà như phần nào đoán ra sự việc bà nén tiếng thở dài rồi gặng hỏi con dâu con bình tĩnh bình tĩnh nói xem chuyện gì mẹ ơi con có tội thì cũng có tội rồi con sẽ tự gánh chịu sự trừng phạt nhưng mà cái ngọc nó đó mẹ gọi cửa xem nó từ khi về đến giờ luôn khóa trái cửa suốt con sợ con từ từ nói xem chuyện gì nào hoài quỳ xuống nền nhà kể lại sự tình mẹ chồng cô đau đớn Cảm giác trái tim như bị ai bóp chặt, bà vừa giận vừa thương vừa bất lực. Bố chồng Hoài quay mặt đi, ông lắc đầu đau khổ đi đến cửa phòng cháu gái. Con chồng Hoài, từ khi con gái bước vào nhà thì cũng đã linh cảm nhận ra điều gì đó. Cường vội gọi bố để xe lăn cho mình ra ngoài. Chứng kiến câu chuyện của vợ và mẹ, Cường nắm chặt lòng bàn tay, anh cắn chặt môi đến bật máu. Trong thâm tâm anh đã xác định việc vợ phản bội sẽ là chuyện sớm muộn. Vi Cường biết bản thân anh không cho vợ hạnh phúc thì chuyện cô ra ngoài ngoại tình là điều hiển nhiên. Bấy lâu nay anh ngầm chấp nhận nên với như không để ý đến những biểu hiện khác lạ của cô, nhưng để đến mức con gái phát hiện ra thì quả là đáng giận. Nhưng anh không thể nào làm gì được, làm gì đây khi anh là một kẻ tàn tật chứ? Trước phòng con gái, Cường liên tục gọi cửa nhưng con gái không chịu trả lời. Cả nhà nóng ruột lo lắng. Bà nội vội đến bên cửa nhẹ nhàng thủ thỉ hỏi han khuyên nhủ, sau một hồi thì cửa mở. Mọc đầu tóc rối bù, hai mắt sưng húp lên, cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, bà nội bật khóc rồi vào phòng với cháu. Mọi người vì thế cũng an tâm mà tản ra ngoài. Bố chồng đau khổ, ông thương con trai nhưng không biết làm gì cho con. Ông nói đôi ba câu với Cường rồi buồn bã đi về nhà. Chỉ còn lại Cường với Hoài. Hoài quỳ sụp xuống dưới bánh xe lăn của Cường mà van xin. Anh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi cường không nhìn vợ anh nhìn chằm chằm vào cái chân đau của mình rồi nói giờ em xin lỗi làm gì cơ chứ anh biết anh như thế này thì sớm muộn em cũng bỏ anh mà thôi không em không có ý đó em không bỏ anh em còn trẻ em không thể ở bên một người què cột như anh được anh không trách em ngoại tình nhưng anh trách em sao lại để cho con cái phát hiện ra chứ lúc này cương nắm chặt hai bàn tay mà nhìn hoài đầy trách móc em đối xử với anh như thế nào anh cũng chấp nhận được hết nhưng mà nhưng mà con cái không có tội gì cả em làm gì cũng phải nghĩ đến con chứ giờ cái ngọc nó phải làm sao đây em không thương con à sao em lại để đến mức này chứ em em có tội giờ em phải làm sao đây lâu nay con mình nó thương bố mẹ vất vả mà có chịu yêu đương với ai đâu. Giờ lại thành ra thế này. Trời ơi! Tại bố mà ra cả. Tại bố con ơi! Vì bố què cột nên mới thế này. Không! Em xin anh! Em xin anh! Anh đừng nói thế! Là em! Là em! Cô hô! Cứ thế, Hoài ôm lấy bánh xe lăn của Cường cuộc mặt vào đó khóc lóc đau đớn. Cường nhìn vợ mình như thế, anh không khỏi chua sót cho số phận của hai vợ chồng. Ông trời thật lắm trêu ngươi, anh thì tàn tật không nói, giờ con gái anh lại phải chịu cố sốc lớn thế này. Cường ôm đầu cố ngăn những dòng nước mắt đang trào ra. Hai bà cháu cùng nằm lên giường, Ngọc vui đầu vào lòng bà nấc lên từng tiếng. Cháu ghét mẹ, cháu ghét mẹ. Bà khẽ thở dài, một tay vuốt tóc Ngọc, một tay vuốt ve dọc sống lưng của cháu gái mà an ủi. Đừng nói thế mà có tội cháu ơi. Con tái không ai lại đi ghét cha mẹ mình tả. Ngọc ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn bà. Bà không giận mẹ cháu sao? Bà không trách mẹ cháu đã phản bội bố cháu à? Bà tiếp tục thở dài, tay vuốt ve vỗ về cháu gái rồi chậm rãi nói. Trách chứ. Sao không trách được? Giận chứ. Bà giận nhưng hơn hết bà thương mẹ cháu. Thế này mà bà còn thương mẹ cháu ư? Bà thương mẹ cháu, cháu còn trẻ chưa trải sự đời, cháu chưa hiểu. Từ khi bố cháu bị tai nạn, mẹ cháu đã hết lòng hết dạ chăm sóc chạy vậy, xoay sở đủ đường mới có tiền chữa bệnh cho bố, lại vừa lo cho hai chị em cháu học đại học. Cháu nghĩ mà xem, có người phụ nữ nào làm được thế chứ? Thấy Ngọc im lặng, bà nội lau nước mắt rồi tiếp tục nói, mẹ cháu đang độ tuổi sung sức trẻ trung như kia mà bố cháu lại đau ốm tật nguyền thì việc chấp nhận ở bên cạnh cùng bố cháu vượt qua khó khăn đã là một điều phi thường rồi nên dù bà có nghe người ta bóng gió này nọ về mẹ cháu thì bà cũng sẽ gạt đi bà hiểu phụ nữ không thể mạnh mẽ mãi được cũng có lúc yếu lòng chứ nhưng mà nhưng mà việc mẹ ngoại tình cháu không chấp nhận được cháu phải bao dung với mẹ cháu à khi cháu có chồng cháu sẽ hiểu cuộc sống vợ chồng không chỉ kiếm tiền nuôi con cái mà còn phải hợp nhau chuyện chăn gối nữa. Cũng tại hoàn cảnh mà ra cả. Đừng giận mẹ. Mẹ cháu sinh ra cháu, nuôi cháu lớn thế này, cháu phải ghi nhớ công ơn này. Bà ơi, cháu khổ lắm. Giờ cháu với anh Hùng không thể bên nhau được rồi. Bà ôm lấy ngọc vuốt ve khuôn mặt cháu gái, bà cố nén nước mắt đang trào ra. Bà thương cháu quá, sao lại khổ thế này chứ? Nhưng dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Phải biết chấp nhận mà đương đầu cháu à. Nếu phải chia tay anh ấy chắc cháu sẽ không chịu được mất bà ơi. Ngọc lại tiếp tục thổn thức. Cô vùi mặt vào lòng bà mà hòa lên khóc cho với nỗi sầu. Cứ như thế, cả đại gia đình hoài được một đêm mất mổ. Mà người ai cũng mang một tâm trạng nặng nề trong lòng. Hùng và bố cũng trở về nhà. Mẹ anh đi công tác chưa về, hùng đau đớn ra điều kiện với bố là phải giữ bí mật này với mẹ anh không muốn mẹ phải đau lòng còn mối quan hệ giữa hùng và ngọc chắc chắn sẽ không thể nên duyên được nữa rồi còn mặt mỗi nào mà gặp nhau được cơ chứ bỗng điện thoại anh sáng lên là tin nhắn của ngọc em xin lỗi mình chia tay anh nhé hùng đọc tin nhắn trong đau đớn anh không nhắn tin trả lời ngọc hùng về nhà được một ngày rồi anh lại bay ra công ty làm việc đến công ty Hùng nhìn quanh không thấy Ngọc, nhưng giờ gọi điện cho cô thì anh không làm được, biết là Ngọc không có lỗi gì nhưng cảm giác khó xử khiến Hùng không biết làm thế nào để nói chuyện lại với cô. Anh yêu Ngọc, nhưng con đường đi đến hôn nhân của cả hai người đã bị một tảng đá vô hình chặn lại rồi, không biết cả hai khó mà có thể vượt qua nó. Nỗi đau trong lòng cộng với nỗi nhớ Ngọc khiến cho Hùng như phát điên, đến công ty anh chỉ biết im lặng làm việc, tan làm thì anh lại chìm ngập trong men rượu. Cứ như thế Hùng hành hạ bản thân đến tàn tả, mà người trong công ty bắt đầu lờ mờ nhận ra Hùng và Ngọc có chuyện gì rồi. Chị Vân gọi điện cho Ngọc thông báo tình hình của Hùng, nhưng cũng bất lực không tìm hiểu được nguyên nhân là gì, bởi Ngọc cứ nghe rồi dạ dạ vâng vâng, hỏi gì cô cũng không chịu nói. Ngọc lấy lý do có việc gia đình nên xin công ty nghỉ phép ở nhà hai tuần. Tả ngày thấy con gái cứ lầm lầm lì lì, chỉ nói chuyện với bố còn không nhìn lấy mặt mẹ một lần khiến cảm giác tội lỗi của Hoài càng dâng cao. Cô cố gắng nói chuyện với con nhưng đều bị con bé cự tuyệt. Những ngày qua Hoài khủng hoảng tinh thần cực độ, cô như một cái bóng trong nhà, không một ai quan tâm đến cảm xúc của cô. Những ý nghĩ tiêu cực càng lúc càng lớn dần lên, nó như một bóng ma cứ lẩn vẩn bám theo cô dai dẳng không chịu buông, nó thôi thúc cô tìm đến cái chết. Đúng chỉ có cái chết mới khiến cô chuộc lỗi lầm với chồng con và Hoài quyết định sẽ tự vẫn để kết thúc cuộc đời mình. Cô chuẩn bị sẵn cho mình một lọ thuốc mổ, rồi cô tắm rửa sạch sẽ, mặc vào người bộ quần áo tương tất. Cả ngày hôm đó, Hoài nấu nhiều món ăn ngon, rồi bắt đầu dặn dò chồng các thứ, điều đó khiến anh khá nghi ngờ. Cường bắt đầu để ý đến vợ hơn, khi Hoài đi vào nhà tắm mãi không thấy vợ ra. Cường hốt hoảng gọi con gái và bố mẹ vào xem thì phát hiện ra Hoài nằm ngất trong đó hộp thuốc mổ rơi lăn lóc khắp nền đá hoa cả nhà hốt hoảng gọi xe đưa hoài đi cấp cứu đứng trước cửa phòng cấp cứu mọc sợ hãi ôm lấy bà lấy bố mà nấc lên từng tiếng cường cố gắng an ủi con gái nhưng bản thân anh cũng đang run rẩy anh sợ hoài không qua khỏi mà bỏ lại bố con anh sau một tiếng chờ đợi bác sĩ bước ra thông báo quá trình xúc ruột đã thành công hoài đã qua cơn nguy kịch cả nhà ôm nhau mừng rơi nước mắt Hoài được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu, hai bố con túc trực bên cạnh mẹ suốt cả đêm. Nhìn mẹ gầy gò hốc hác nằm thở oxy trên giường mà Ngọc trào dâng nỗi niềm thương mẹ. Ngọc nhớ lại từ nhỏ đến lớn mẹ đã yêu thương chăm sóc mình như thế nào, may mà mẹ đã qua cơn nguy kịch, chứ nếu mẹ có mệnh hệ gì thì cô ân hận cả đời. Thấy cô con gái đang trầm ngâm như vậy, Cường vội vuốt tóc con nói. Con đừng giận mẹ nữa. Bố, bố không giận mẹ à? mẹ con vất vả vì cái nhà này nhiều quá rồi bình đừng khắt khe với mẹ quá con xem bố được khỏe mạnh như hôm nay là nhờ mẹ con cả đấy nếu không có mẹ con chắc bố không qua khỏi con thật tệ vì đã như thế này phải không bố không con đừng tự trách mình nữa bố mẹ cũng có lỗi với con đã khiến con thiệt thòi rồi nhưng con à dù có chuyện gì thì gia đình vẫn phải là ưu tiên số một nhé con. Bố, bố thật tốt. Bố không tốt như thế đâu. Ngày xưa bố cũng từng làm mẹ buồn. Nhưng mẹ vẫn tốt với bố đấy thôi. Không ai không từng phạm sai lầm cả con à. Nghe bố nói vậy, mọc cúi đầu vào lòng bố, cô nấc lên. Con, con sẽ chia tay anh hùng bố hả? Bố tin con sẽ có lựa chọn sáng suốt cho mình nhưng để quên được anh ấy thì khó quá bố ơi cường ôm lấy bờ vai đang run run vì khóc của con gái mà vỗ về lần này gia đình anh phải trải qua cơn sóng gió thật kinh hoàng ngày hôm sau hoài tỉnh dậy đối diện với cô là ánh mắt dịu dàng của chồng em làm gì dại dột thế chuyện gì chả có cách giải quyết em không còn mặt mũi nào nhìn con nhìn anh nữa Cường nắm lấy bàn tay gầy gò xanh sao của vợ. Gia đình mình làm lại từ đầu đi. Hôm qua em không biết là anh sợ đến mức nào nếu nghĩ em không qua khỏi. Nhưng em, em không còn trong sạch, em không xứng với anh. Đừng nói thế, anh cũng có xứng với em đâu. Không, anh nói thế là mỉa mai em đúng không? Cương nhìn thẳng vào mắt vợ, anh hít một hơi thật sâu rồi nói. Anh cũng không tốt đẹp gì. Có một chuyện anh giấu em bấy lâu nay, nhưng nó cũng khiến anh day dứt không yên. Giờ anh quyết định sẽ thú nhận với em tất cả. Nghe vậy, Hoài mở to mắt ngạc nhiên nhìn chồng. Còn cường, anh nắm chặt tay vợ rồi nói chậm rãi. Năm xưa, lúc anh được điều đi ra công tác ở Quảng Ninh một tháng, lúc ấy em vừa mới sinh bé Ngọc. xa vợ xa con nên anh đã, anh đã lỡ qua lại với một người phụ nữ anh anh cũng sau đó anh cảm thấy ân hận và có lỗi với mẹ con em nên anh vội vàng cắt đứt với cô ta và xin được về quê sớm. Quãng thời gian đó anh rất hối hận nên anh cố gắng bù đắp cho em tất cả. Đó đó là lý do mà anh luôn đối xử tốt với em, luôn chiều chuộng em hết mực ư? Không, anh chiều chuộng em là vì anh thực sự rất yêu em anh làm tất cả là để xóa bớt sự ăn năn mặc cảm của anh với em nhưng nó cũng khiến anh sống trong dai dứt đến khi anh bị tai nạn thành ra thế này là anh nghĩ ông trời đang trừng phạt anh bắt anh trả giá cho sai lầm của anh hoài quay mặt đi cô không biết phải nói gì cương tiếp tục nắm chặt tay vợ mình làm lại em nhé mình cho nhau cơ hội làm lại nhé anh biết trong khoảng thời gian anh bị tai nạn mất đi đôi chân thì em đã vất vả như thế nào nhưng chính nỗi đau thể xác cộng với cố sóc tinh thần và sự mặc cảm tự ti khiến anh không nghĩ đến cảm nhận của em mà bỏ bê em anh cũng có lỗi em 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 không đáng để được anh đối xử như thế này mà minh ngọc đâu rồi anh em lo cho con quá con nó có chấp nhận một người mẹ tồi tệ như em không nếu bị con ruồng bỏ thì thà em chết quách đi cho rồi không sao con cũng rất lo cho em em hãy cho con thời gian, rồi con sẽ hiểu." Hoài rơi nước mắt, sau bao nhiêu lầm lỗi cô gây ra nhưng chồng cô vẫn dịu dàng ân cần với cô như thế. Cô thầm biết ơn anh, cô cũng thầm biết ơn ông trời cho cô một cơ hội sống lại, cô tự hứa sẽ cố gắng sống tốt để chuộc lại lỗi lầm mà mình gây ra. Hai vợ chồng đang mãi trò chuyện thì Minh Ngọc bước vào, cô đặt hộp cháo lên bàn rồi múc ra bát cho mẹ. "Mẹ, mẹ thế nào rồi?" mẹ đỡ rồi cảm ơn con mẹ ăn cháo đi cường mỉm cười rồi nói con cho bố ra hành lang hóng gió trước nhé đưa bố ra hành lang xong ngọc quay vào nhìn mẹ con đốt cháo cho mẹ nhé không để mẹ tự ăn mẹ để con ngọc vừa đốt cháo vừa nhìn mẹ nói hôm qua mẹ làm con sợ thấy mẹ ngất đi như thế con thực sự rất sợ. Mẹ xin lỗi con. Mẹ biết dù mẹ có làm gì cũng không hết tội với bố và các con được nên mẹ đã nghĩ quẫn. Con, con, không dám tưởng tượng ra nếu mất mẹ thì con sẽ như thế nào cả. Mẹ đừng như thế. Ngọc Hòa khóc, hoài lau vội những giọt nước mắt trên má con rồi nhẹn nào nói. Mẹ, mẹ ân hận vì tội lỗi của mẹ lắm chắc tại số phận nó treo ngươi nhà mình đấy mẹ. Ngọc đút cháo cho mẹ xong, cô nhìn điện thoại, thấy số của Hùng, tim Ngọc chợt đập đoạn xạ lên. Mấy ngày nay cô nhớ anh phát điên lên được, nhưng cô không dám gọi hay nhắn tin cho anh, cô sợ con tim mình lại sẽ yếu đuối mà không thể từ bỏ được anh. Trung điện thoại vẫn reo, Ngọc vội đặt chén cháo xuống rồi cô bước ra hành lang nghe máy. Alo, anh à. Em, em khỏe không em khỏe anh thế nào anh anh không ổn chút nào anh nhớ em 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 cũng nhớ anh nhưng mà nhưng mà mình làm sao mà tiếp tục được nữa hả anh em ở đâu em đang ở viện sao thế anh anh đang ở sân bay hoa linh này ơ ờ, anh, anh đến đó làm gì? Anh về tìm em. Chúng ta không thể cứ thế mà chấm dứt được. Anh ở đó đi. Để em lên gặp anh. Ngọc chào bố mẹ rồi cô vội vã bắt taxi lên gặp Hùng. Trong quán cà phê, tiếng nhạc du dương cùng ánh đèn mở hiu hắt, cả hai ngồi đối diện nhau trong ngại ngùng. Ngọc cúi mặt xuống, mười ngón tay cô đan vào nhau trong vô thức bất giác cô ngước mắt lên nhìn hùng anh hốc hác đi nhiều đầu tóc dài rối bời khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi nhìn hùng như thế ngọc đau lòng rơm rớm nước mắt cô nhìn anh nói anh phải chăm sóc bản thân vào chứ nhìn anh thế kia em không chịu nổi hùng nhìn cô rồi cất giọng chiều mến em cũng có khá hơn anh đâu em gầy quá những ngày qua anh nhớ em anh chỉ biết tìm đến men rượu để mong nó giúp anh quên đi tất cả nhưng khi sực tỉnh rồi thì anh lại đau đớn nhận ra trái tim anh không thể quên em được. Mình chia tay nhé. Hùng hoàng hốt, dù đã biết trước kết quả như thế này rồi, nhưng anh vẫn không tài nào chịu nổi. Chúng ta không còn cách nào khác nữa hả em? Ngọc khóc. Chấp nhận thôi anh à. Em xin lỗi anh. Không, anh mới là người phải xin lỗi em. Hai người cứ thế mà ngồi lặng yên nhìn nhau không nói thêm được câu gì trời bắt đầu đổ cơn mưa ông trời như cũng đang xót thương cho chuyện tình của cả hai chăng hùng vội nắm lấy tay ngọc hay hay bình bỏ đi thật xa nhé nhưng còn gia đình thì sao anh mà chuyện ra thế này rồi chúng ta làm sao mà đối diện với nhau được chứ hùng bắt đầu khóc ngọc vội đứng dậy kéo ghế sang ngồi cạnh anh Hai tay cô ôm lấy bờ vai của anh rồi kéo vào lòng mình. Anh đừng như thế này, em chịu không nổi. Tim em cũng đau lắm." Ngọc mím chặt môi nói, "Đến lúc chúng ta phải chia tay thật rồi. Mình quên nhau đi anh nhé. Rồi anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn em thôi. Em sẽ quên anh thật sao? Rồi chúng ta sẽ phải chấp nhận bước tiếp mà không có nhau trong đời. Em xin lỗi vì đã khiến anh như thế này." ngọc vội gọi một chiếc taxi rồi chào tạm biệt hùng và ra về cô nén nước mắt cố không để cho anh thấy mình yếu đuối còn hùng anh thẫn thờ nhìn bóng dáng ngọc đi khuất cuộc tình vốn dĩ rất đẹp của hai người cứ thế mà tan vỡ cái cảm giác còn yêu nhưng phải bắt buộc chia tay khiến trái tim anh đau như có ngàn mũi dao đâm vào hùng trầm ngâm ngồi đợi chuyến bay khác để trở lại công ty thế là từ đây hai người chính thức trở thành những người xa lạ không quen biết. Sau hai tuần trở lại công ty, Ngọc nhận được tin Hùng đã xin chuyển công tác vào Nam, cô không giấu được nỗi buồn mà trốn vào nhà vệ sinh khóc như mưa. Biết chuyện hai người chia tay, mọi người đều ra sức an ủi cô, nhưng lý do vì sao chia tay thì không một ai biết, cả Hùng và Ngọc đều giữ kín bí mật này. Ngọc lại trở về với cuộc sống như xưa, cô tìm đến công việc để khỏa lấp nỗi trống trải trong lòng nhìn khắp công ty, đâu đâu cô cũng thấy bóng dáng của Hùng. Điều đó khiến cho cô càng khắc khoải nỗi nhớ anh. Biết bố Ngọc bị tai nạn mất cả hai chân, một vị lãnh đạo người Hàn Quốc tốt bụng đã giới thiệu cho bố cô được một suất lắp chân giả tại bệnh viện nổi tiếng. Và may mắn hơn là bệnh viện tài trợ miễn phí suất này. Mọc vui sướng thông báo tin này cho bố mẹ. Mọi người đều vỡ hòa trong hạnh phúc. Cả nhà háo hức đợi đến này bố cô tự đi trên đôi chân của mình và cái ngày được đứng trên đôi chân giả để tự đi lại, Cường vui sướng ôm lấy vợ con mà bật khóc. Sao bao nhiêu lâu ngồi trên xe lăn giờ anh mới cảm nhận việc đi lại bằng đôi chân của mình nó tuyệt vời cỡ nào. Có đôi chân giả, Cường đi lại trong nhà cũng thoải mái dễ chịu hơn. Hoài cũng vì thế mà vui mừng khôn xiết, cô dành phần lớn thời gian để chăm sóc cho gia đình chồng con. Hai vợ chồng cô lại thủ thỉ trò chuyện thân mật với nhau như xưa. Cường không còn tự ti như trước nữa anh cũng quan tâm đến cảm xúc của vợ hơn. Chuyện hoài từng ngoại tình rồi tự tử không thành cũng dâm gian khắp xóm làng. Mọi người xì xào bàn tán về gia đình cô. Hoài cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng mỗi khi ra khỏi nhà. Nhưng chồng và bố mẹ chồng lại hết sức bảo vệ cô trước miệng lưỡi người đời. Thấy ai mà có ý mỉa mai cô, là mẹ chồng cô lại gay gắt làm ung lên. Các ông các bà đừng có mà ăn hiếp con dâu tôi. Tôi mà biết được tôi không để yên cho đâu rồi bà quay sang con dâu mà nói người ta cười ba tháng chứ không ai cười được cả đời con ạ à. cốt là vợ chồng con biết yêu thương bảo ban nhau mình sống cho mình chứ có phải sống cho thiên hạ đâu mà để ý chứ hoài rơm rớm nước mắt nhìn mẹ chồng mẹ mẹ sao mẹ tốt với con quá vậy từ khi con về làm dâu cho đến bây giờ mỗi khi con sai trái mẹ vẫn bao dung mà bỏ qua cho con con cảm thấy mình không xứng đáng bà nhìn cô con dâu mỉm cười. Con là con dâu thì cũng là con của mẹ. Mình là người một nhà, yêu thương nhau không hết thì lấy sức đâu mà ghét bỏ chứ. Với lại mẹ biết, con vất vả vì thằng Cường, vì cái nhà này cũng là một điều thiệt thòi cho con lắm rồi. Trước tấm lòng độ lượng bao dung của mẹ chồng, hoài bùi ngồi ôm lấy bà mà rơi nước mắt. Con chồng cô nghe mẹ nói vậy thì mỉm cười nắm chặt tay vợ mà động viên cô cuộc sống gia đình Hoài lại quay về những tháng này bình yên trước đây. Cậu con trai Bảo Nam cũng đã tốt nghiệp, anh ra trường và xin được một công việc tốt, nhờ thế mà kinh tế gia đình cũng ổn định hơn. Thời gian trôi đi Ngọc cũng dần dần tìm lại cảm giác thăng bằng cho mình. Đối với cô gia đình vẫn là điều thiêng liêng và tuyệt vời nhất. Ngọc nhớ mãi lời bố nói, dù có chuyện gì xảy ra thì gia đình vẫn là ưu tiên số một. Cô không còn dây dứt mỗi khi nhớ đến Hùng nữa. Với năng lực của mình, Ngọc ngày càng nhận được sự tín nhiệm của ban lãnh đạo trong công ty. Chỉ sau 3 năm làm việc cô đã được bổ nhiệm vào vị trí trưởng phòng. Điều đó khiến cô vô cùng vui mừng. Với cương vị mới, Ngọc được cử đi công tác nhiều hơn. Điều đó khiến cô rất hào hứng. Vì không chỉ là làm việc mà cô còn tranh thủ được đi du lịch đó đây. Để phát triển thị trường tiêu thụ sang các nước Đông Nam Á, trong một dự án sắp tới đây, công ty sẽ cử 10 nhân viên sang Singapore làm việc nhận thấy đây là cơ hội để mình có thể học hỏi và mở mang tầm hiểu biết ngọc gọi điện về hỏi ý kiến bố mẹ và cô quyết định đăng ký tham gia mọi người trong nhà ai cũng ủng hộ quyết định của con gái ngày ngọc chuẩn bị lên đường cả phòng tổ chức ăn uống chia tay lúc mọi người đều ngà ngà say chị vân vội ghé vào tai cô thổ thỉ em có biết thằng hùng dạo này sao không em không nó chuẩn bị cưới vợ rồi đấy ngọc ngạc nhiên mở to mắt quay lại nhìn chị anh ấy anh ấy lấy vợ thật ư thật chị với nó vẫn giữ liên lạc mạc mà. nay mày không tin thì xem ảnh cưới này chị vân vừa nói vừa lục tìm ảnh trong điện thoại rồi chìa ra cho cô xem đây này ngọc nhìn chăm chăm vào điện thoại đúng là anh cưới vợ rồi một chút gì đó như là cảm giác đau nhói len lỏi trong tim khiến cô khó thở mất vài giây. Ngọc đưa tay xoa ngược rồi nói. Anh ấy phải lấy vợ chứ. Em chỉ cầu mong cho anh ấy được hạnh phúc. Chị Vân ngạc nhiên, nhìn thẳng mặt cô mà nói. Mày không buồn, không giận, lại còn chúc phúc cho nó. Lạ nhỉ, giới trải ngày nay hay thật. Ngọc mỉm cười không nói gì, cô tiếp tục nâng ly cùng uống với mọi người. Cuối cùng thì Hùng cũng lấy vợ. Ngọc cảm thấy an tâm về anh hơn. Anh đã tìm được người con gái phù hợp với mình. Anh sẽ không còn đau khổ nữa. Có lẽ kết quả thế này sẽ tốt cho cả hai. Còn Ngọc, khi đến với một chân trời mới, vùng đất mới cô sẽ bắt đầu lại từ đầu. Và cô cũng tự hứa với bản thân sẽ mở lòng mình để đón nhận những niềm vui trong cuộc sống. Quý vị và các bạn khán thính giả thân mến, vậy là câu chuyện hôm nay đã khép lại. Các bạn thấy câu chuyện như thế nào? hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình bằng cách bình luận ở phía dưới nhé chúc quý vị có một giấc mủ thật ngon xin kính chào và hẹn gặp lại